chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng My chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua nội dung các con số thiên thần Angel Number gửi đến cho các bạn tín hiệu hay là dấu hiệu gì. My chuẩn bị các bảng số để các bạn chọn tụ. Nếu bạn thường xuyên gặp những số lập từ 0 cho đến 9, 2 hoặc 3 hoặc 4 con số lặp lại tương đồng giống nhau thì bạn sẽ chọn tụ bài tương ứng của mình. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài của bạn, chúng ta sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1111. Bất kể bạn có thể sẽ gặp 2 hoặc là 3 hoặc là cả 4 số 1 nó lặp lại như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem dấu hiệu và tín hiệu của vũ trụ và các thiên thần đang muốn báo với các bạn là điều gì đây, là thông điệp gì các bạn tụ bài số 1 nhé. Bạn có một cái lá bài là Believe, niềm tin. Thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần muốn gửi đến các bạn tụ bài số 1 là gì? Bạn có Come Together, hãy đến bên nhau, đến với nhau. Thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 1 là gì? Earth. Thông điệp mà các thiên thần và vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn tụ số 1 là gì? 8 Pentacle là 8 xu. Và 8 ly. Cuối cùng, bạn có một cái lá bài là cô bé Ly. Mày chỉnh một chút xíu cho nó thẳng nha. Ok, thẳng rồi. Tụ bài số 1, bạn sẽ thấy là cái lá bài đầu tiên đặc biệt đây. Bạn sẽ thấy hình ảnh thiên thần đây. Đây là thông điệp kết nối từ các thiên thần bảo hộ. Và bạn nhận được một cái thông điệp đầu tiên hết là Believe. Believe là cái sự tin tưởng, cái niềm tin. Mà chắc chắn một điều, chúng ta phải tin ai à? Tin bản thân của mình trước. Lá bài này nè là dành cho các bạn. Vì My sẽ nhìn thấy đây, nó nằm ngay trên hai cái lá bài, cái số 8 này. Nó cho My có một cái cảm giác đó, là những gì đã trong thời gian, trong quá khứ gần, trong thời gian quá khứ gần và đang xảy ra trong cuộc sống của tụ bài số 1 ấy, nó sắp sửa chuyển hóa và nó tạo ra được một cái điều gì đó cho các bạn tụ bài số 1 rồi. Hoặc là chính các bạn sẽ tạo ra được một cái điều gì đó cho mình. Nó có một cái năng lượng sắp chuyển hóa ở đây. Cho nên ấy, đầu tiên hết quan trọng tụ bài số 1. Đây là một cái thông điệp lớn mà vũ trụ và thiên thần nhắn gửi đến các bạn là hãy đừng từ bỏ. Hãy kiên trì, duy trì, tiếp diễn những gì mà bạn đã và đang. Và nó sẽ thêm là sẽ nữa. Bạn đang làm hay bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường hay một cái công việc nào đó thì hãy tiếp tục duy trì nó. Nhưng mà duy trì với một cái tâm thái, với một cái trạng thái tâm lý, tinh thần như thế nào, nó rất là quan trọng. Cho nên bạn nhận được một cái chữ là believe. Believe có nghĩa bạn phải tin vào bản thân của mình. Dù bạn muốn làm gì hay là bạn đang có cái mục tiêu như thế nào đi chăng nữa, tất cả rồi bạn sẽ đạt được bằng một cách nào đó. Bởi vì mình nói đây nó có cái năng lượng chuyển hóa cơ mà. Còn lại tất cả những điều gì mà nó gây cho các bạn cái cảm giác không thoải mái hoặc là cản trở đều gọi tên là nỗi sợ cả. Cho nên trên lá bài này bạn sẽ thấy là có một cái thông điệp There is nothing to fear. Đâu có cái gì đâu mà mình sợ. Tại vì mình được bao vây bởi cái tình yêu, yêu thương này là của đấng bảo hộ, vũ trụ, thiên thần hoặc là cái văn hóa đông phương nó gần gũi hơn mình nữa là long thần hộ pháp và gia tiên của mình. Thành ra là bạn có thể mình dùng cái chữ bắt buộc là cái
từ vựng của My thôi. Còn cái từ mà của những cái đấng bảo hộ dành cho các bạn là khuyến khích và động viên các bạn ấy, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, quay trở về cái niềm tin vào bản thân của mình á, mình có khả năng vô hạn. Điều gì bạn cũng có thể hiện thực hóa, hay bạn đều có thể đạt được ở một cái mức độ, ở một cái tỷ lệ hay ở một cái dạng thức nào đó cả. Đừng để tất cả những cái gì mà nó sao nhãng, nó cản đường bạn. Vậy thì sao nhãng, My có nhìn thấy đây, nó có hai cái năng lượng, hai lá bài này. Nó cho mình có một cái cảm giác đầu tiên hết ấy, có lẽ là các bạn đã hướng ra bên ngoài hơi bị nhiều. Mà hướng ra không phải là mình ngồi mà mình quay cái mặt mà mình nhìn ra đâu. Có lẽ là các bạn đã để tâm á, mình đã để tâm, mình nhìn bạn, bạn sẽ hình dung nó giống như cái lá bài này nè. Con đường của mình đúng là nó không có thẳng thớm dễ dàng và sáng tỏ, nhưng mà mình vẫn cứ phải đi và mình vẫn cứ phải làm tiếp, kiên trì và duy trì và tiếp diễn như lúc nãy mình có nói với các bạn tụ bài số 1 ấy. Rồi, vậy thì mình cứ tập trung vào con đường của mình đi. Mình đang tạo ra một cái điều gì đó và mình đang xích gần lại hơn tới cái đích, cái mục tiêu của mình rồi. Nhưng mà bạn sẽ thấy là cái cô nàng cánh cam này đang nhìn, nhìn qua bên trái, nhìn xuống dưới nước, nhìn qua bên phải, nhìn lên, nhìn đủ hết các kiểu. Và mình bị một cái phần nó hơi sao nhãng nhẹ. Tại vì đôi khi người ta không có tác động trực tiếp đến mình, nhưng mà những cái việc người ta đang làm nó cũng toát tỏa ra những cái năng lượng. Mình thích thì mình sẽ hấp thụ, còn nếu mình không thích, mình không muốn, mình có thể cự tuyệt, mình không hấp thụ những cái năng lượng đó. Cho nên bạn mới thấy có một cái lá bài là The Stars, là hạt giống ngôi sao. Tác giả của cái bộ bài này á, viết nên cái bộ bài, tạo nên cái bộ bài này dựa trên cái nền tảng là vũ trụ gửi những vì sao đến quả địa cầu để giúp quả địa cầu tốt đẹp hơn, là con người chúng ta đó. Những ngôi sao, những vì sao đó hóa thân thành con người của chúng ta. Thành ra bạn sẽ thấy là đây có một cái ngôi sao ánh sáng đó, nó bắt đầu nó chuẩn bị nó tiếp xuống dưới đất rồi, nhưng mà nó tạo thành một cái nhân dạng con người là như vậy. Cho nên nó mới có cái chữ là Earth đó. Learning how to be human in the world but not on Earth. Thì bạn sẽ thấy là mình đến cái quả địa cầu này, mình đang nói cái câu chuyện năng lượng của cái lá bài này, đến cái địa cầu để mà học làm con người, chứ đừng để bị nó nuốt chửng đi. Bạn hình dung không? Thành ra là mình chỉ làm cái việc mà mình cần làm trước mắt, còn lại tất cả những cái gì nó thiên về cái năng lượng thì mình hãy kết giao nó, kết nối nó và trả nó về với lại vũ trụ, với lại cái nội tâm nội tại của mình mà thôi. Mình đừng có hấp thụ những cái năng lượng không phải của mình. Đó là một cái thông điệp mình nhìn thấy nó hiện lên ở đây. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể quan tâm theo cái góc độ, bạn sẽ thấy cái lá bài này của các nàng tiên này, come together, là chúng mình đến với nhau đi. Nếu như mà cái cô cánh cam này cảm thấy là nó có cái phần hơi không phải là buồn tẻ đâu, mà kiểu giống như là hơi nhìn nhận lại một chút xíu, quan tâm xung quanh, xong nhìn nhận lại cái con đường của mình, đôi khi nó có những cái mà nó không có bằng phẳng ấy. Vậy thì đã đến lúc bạn có cần helper không? Supporter không? Có nghĩa là người giúp đỡ bạn hay người hỗ trợ bạn hay không? Tại vì các nàng tiên bạn sẽ thấy không bao giờ mà đi lẻ loi một mình cả. Lúc nào cũng vậy. Nàng tiên bông hoa, rồi nàng tiên này đang tưới hoa, nàng tiên này đang làm đủ hết các kiểu luôn để tạo nên một cái thế giới thần tiên. Nó lấp lánh và nó huyền diệu như vậy. Nên cái lá bài này là một cái thông điệp nhắc nhở để bạn có thể đi nhanh hơn tới đích. Tập trung là cái thứ nhất, hướng năng lượng về vũ trụ, về đấng bảo hộ, về nội tâm nội tại của mình tập trung, và sau đó nếu cần sự trợ giúp hãy nên sẵn lòng để mà mình xem ai có thể giúp mình, cứ thoải mái mình mở miệng mình nhờ thôi các bạn. Giống như bạn hình dung nè, đây là các bạn tụ bài số 3, bạn đang nói chuyện với một con cá à. Bạn thấy nó có vui không? Tại vì hai giống loài này xài hai ngôn ngữ khác nhau ấy, nhưng mà chú cá nó vẫn rất chi là sẵn lòng luôn, chồm lên để có thể giao tiếp được với các bạn tụ bài số 3 nè. Có thế nào đi chăng nữa vẫn tạo ra cho các bạn một cái sự tương tác, chỉ cần các bạn kết nối mà thôi. Cho nên tóm lại, My sẽ quay trở lại với cái thông điệp ban đầu tụ bài số 1. Mình cảm giác cái năng lượng này, bạn hình dung hai cái bạn số 8 này, số 8 nó đều là cái năng lượng của cái sự đang chuyển đổi và đang thay đổi. Nó chỉ còn một nấc và hai nấc thôi, thì cả hai cái lá bài này, cái nấc kế tiếp là số 9 và cái nấc kế tiếp nữa là số 10, thì đây là Pentacle, là xu, là hành thổ. Thổ thuộc là đất và cũng thuộc về là tiền tài, tài chính. Cup là thủy, thuộc về tình cảm. Thì vừa thổ và vừa thủy nhé,
vừa tiền và vừa tình ở đây. Thì bạn sẽ hình dung là nó sắp có một cái sự chuyển hóa và bạn đạt được một cái cảm giác là nó thành tựu và nó thành tích rồi. Cảm xúc của bạn nó sẽ tốt hơn hiện tại, cân bằng hài hòa hơn hiện tại, và bạn có được cái thu nhập á, bạn có được cái tiền, cái tài chính của mình á. Và thêm một nấc nữa là cái nấc số 10. Ở đó nó để đến cái gọi là cái cấp độ là trọn vẹn rồi. Thành ra số 10 mình chưa nói tới, mình chỉ cần tập trung để mình nhích lên một nấc là số 9. Thành ra khi mà bạn nhìn thấy cái số lặp này thường xuyên, 2 số 1 hay 3 số 1 hay 4 số 1 gì đó, đều là một cái thông điệp kết nối của vũ trụ và thiên thần gửi cho bạn là bạn sắp tới đích, bạn sắp đạt được một cái điều gì đó. Đừng từ bỏ và hãy tin vào bản thân của mình hơn. Yêu thương bản thân của mình, đừng phân tán năng lượng và cần thì hãy nhờ sự giúp đỡ. Tụ bài số 1, tất cả các thông điệp mình đã truyền tải đến bạn xong rồi. Mong bạn gặp nhiều thuận lợi và phước lành. Mình sẽ ngừng ở đây nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài thường xuyên gặp những số lặp 2, 3 hoặc 4 số 2222. Vậy thì mình sẽ gọi luôn tên các bạn là tụ bài số 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau để xem vũ trụ và thiên thần đang muốn kết nối và gửi thông điệp gì đến cho các bạn dạo thời gian gần đây mà bạn thường xuyên gặp những cái số lặp số 2 như thế này. Tụ bài số 2 nhé. Vũ trụ và các thiên thần muốn gửi dấu hiệu gì đến cho các bạn tụ 2 đây? Balance là một lá bài, là cân bằng. Balance là cân bằng. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối năng lượng với nhau tụ bài số 2 nhé. Để chúng ta tìm hiểu xem vũ trụ và các thiên thần muốn gửi thông điệp gì đây đến với các bạn tụ bài số 2. Bạn có là moderation, là cái sự nó giống như là nó hài hòa, nó cân bằng vậy đó. Dịu nhẹ. Nói chung mình nhìn thấy cái chữ moderation là mình cảm thấy nó thoải mái, nó thư thả, nó thông thả. Ok, mình sẽ xem tiếp. Vũ trụ và các thiên thần đang muốn gửi dấu hiệu và thông điệp gì đây đến cho tụ bài số 2. Earth pulsing. Ái chà, cái này lại giống như mình để gần cho bạn nhìn á. Có một người đang nằm đấy, kiểu giống như là thiền đó. Vũ trụ và thiên thần đang muốn gửi thông điệp gì đến với các bạn tụ bài số 2 đây. Bạn có lá bài là Temperance. Ái chà. Tiết độ, điều độ. Tower là tòa tháp. Và ba gậy. Ba gậy tụ bài số 2. Cái lá bài đầu tiên là cái lá bài thiên thần bảo hộ, kết nối và gửi thông điệp với các bạn. Balance là cái sự cân bằng. Sự cân bằng, bạn hình dung nó giống như một cái cán cân vậy. Nó hợp với cái dãy số này, bạn thấy hai bên nó cân bằng. Vậy thì đầu tiên hết mình thấy là có lẽ là một cái tín hiệu gửi đến nhắc nhở bạn về cái mặt tâm lý của các bạn. Về cái mặt tâm lý, năng lượng và tinh thần của các bạn. Có lẽ là đã đến lúc đó, mình phải bình tâm trở lại. Mình bình tâm và mình hài hòa mọi thứ hết. Và cái lá bài moderation này cho mình thấy một điều rằng là vì cái tâm lý, cái tinh thần, cái năng lượng của các bạn bây giờ nó đang bị lệch trọng tâm rồi. Thành ra là bạn chưa cái chăm sóc đủ cho bản thân đâu. Mà cái chăm sóc đầu tiên hết là lifestyle, là phong cách sống đó các bạn. Phong cách sống nó đến từ cái việc là bạn ăn uống như thế nào, bạn sinh hoạt ngủ nghỉ ra sao, bạn dùng những cái thực phẩm phụ khác ngoài cái việc ăn uống, bữa ăn chính á. Rồi, và bạn chọn cái những cái môn mà giải trí hay là những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như thế nào, nó đã tác động đến cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của tụ bài số 2 rồi, chắc chắn là như vậy. Cho nên nó mới xuất hiện cái lá bài moderation. Nhưng cho nên khi mà mới lấy lá bài ra, mới có nói khi cái lá bài này mình nhìn thấy là một cái gì đó nó thư thái, nó thảnh thơi và nó nhẹ nhàng, nó thư giãn, thì các bạn tụ bài số 2 bạn không có đạt được cái lá bài này. Là bởi vì sao? Bởi vì bạn đã đang bị mất cân bằng. Mà bạn mất cân bằng theo như mình nhìn thấy ở đây, có lẽ là trong cuộc sống thật ngoài đời của tụ bài số 2, bạn vừa mới gặp cái biến cố nào đó, cái sự cố, cái sự việc nào đó, nó thực sự là nằm ngoài cái mong đợi. Nó khiến cho các bạn có cái phần hơi bị sốc và ngỡ ngàng một chút xíu. Bạn không có nghĩ tới là nó lại xảy ra như vậy. Cho nên nó mới sinh ra cái tình trạng như từ nãy đến giờ mà mình thấy vũ trụ và thiên thần gửi thông điệp đến đây nè các bạn tụ bài số 2. Nhưng mà vì cái số 2222 này nó lại cho mi có một cái cảm giác á, bạn không phải là mới bắt đầu làm một cái việc gì cả,
không phải là bắt đầu làm một dự án, bắt đầu một mối quan hệ, bắt đầu đi một con đường chí hướng, định hướng mới. Nó không phải là năng lượng bắt đầu, mà bạn đã và đang rồi trên cái hành trình của các bạn. Đang trên cái hành trình. Bạn làm gì đó nhưng mà rồi bạn ngỡ ngàng, bạn không nghĩ là nó trật cái nhịp của các bạn. Nó sai, nó nằm ngoài cái kế hoạch, nó nằm ngoài cái dự kiến, cái dự tính của các bạn. Cho nên nó mới khiến các bạn như vậy. Thành ra là thông qua cái con số này mới cảm giác là các đấng bảo hộ vẫn đang, thiên thần ấy, vẫn đang quan sát, vẫn đang song hành với các bạn đấy. Cho nên mới gửi đến các bạn một cái tín hiệu rất chi là kịp thời. Và cái tín hiệu này nó còn một cái thông điệp nữa là bạn cần phải nghỉ ngơi. Hẳn là như cái lá bài này luôn, lúc nãy mình lấy bài mình cũng để gần cho bạn thấy. Bạn nhìn thấy một người đang nằm trên một cái bãi hoa và giữa thiên nhiên như vậy, để hấp thụ lại các năng lượng và nguyên tố của đất mẹ. Nếu như bạn không có được cái nền tảng và có cái thói quen như thế này, tại vì có một số người họ quen cái việc tập yoga, thiền định, hoặc là tập thể dục bình thường thôi, đơn giản là tập thể dục bình thường thôi, hoặc là họ có những cái phương pháp mà gọi là hồi phục năng lượng khác á, thì cái nhóm đó có đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó không phổ biến và không nhiều. Còn bình thường chúng ta chỉ sinh hoạt, chúng ta sống hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ, đi làm thật, rồi sinh hoạt vui chơi gì đó, ăn uống ngoài giờ ngoài lề với bè bạn vậy thôi, lâu lâu thì đi du lịch. Thành ra nếu bạn không có thói quen giống như cái lá bài này thì rất chi là đơn giản thôi. Bạn không cần phải rush, là không có cần phải gấp gáp cái gì hết ấy. Không cần phải gấp. Tại vì bạn đã, gọi là bạn đã bắt đầu rồi mà bạn đang trên cái hành trình của bạn. Và Mi thường hay có những cái ví dụ giống như thế này trong những trải bài của Mi. Bây giờ mình ví dụ cái chặng đường bạn đi từ điểm A cho đến cái điểm B. B là mục tiêu, mục đích gì đó của bạn. Mong ước, mong nguyện ước của bạn. Thì cái hành trình đó nó dài 10 cây số. Với năng lượng này bạn đã đi đâu đâu đó đó khoảng 3 cây số rồi, chứ không phải bạn ở điểm xuất phát đâu. Và cái ở ngay cái vị trí cây số 3 này, nó có một cái trạm xăng hay là cái trạm dừng chân. Và bạn sẽ làm gì khi bạn thấy một cái trạm cây xăng và trạm dừng chân? Bạn vào bạn nghỉ thôi. Mà với năng lượng này rõ ràng là bạn đã chạy liên tục 3 cây số, bạn không ngừng nghỉ gì hết, chưa kể có những cái áp lực hay những cái hình ảnh nào đó trên cái hành trình của các bạn, và nó tấn công hẳn trực tiếp vào các bạn luôn. Thành ra là khi mà bạn thấy cây xăng và trạm dừng chân, bắt buộc bạn phải nghỉ, bạn nên nghỉ, bởi vì đó là cái sự an bài của vũ trụ dành cho bạn để bạn xả hơi, hồi phục lại, hồi phục lại. Vậy thì cái lá bài này, nếu như có thể thì bạn tập thể dục tốt, tập thể dục, và bạn không nên gấp gáp làm gì cả. Bạn đang cần hấp thụ năng lượng cực kỳ, vì bạn đã bị bào mòn năng lượng rồi. Năng lượng bạn xả ra hết cho cái sự việc vừa qua, một cái sự biến đổi lớn, một cái cú sốc lớn gì đó, bạn xả hết năng lượng, nó bào mòn, rút cạn năng lượng của bạn rồi. Thành ra là bây giờ bạn cần phải sạc pin lại. Nếu bạn đang xài điện thoại di động, chắc chắn mình nghĩ là phải có. Thì bạn đâu có xài liên tù tèo được đâu, ngày này qua ngày nọ. Hình như mình có biết đâu, mấy cái điện thoại mà nó không có được mắc tiền mấy á, hình như xài được bao lâu đấy, nhưng mà chắc là không có phổ biến mấy. Bình thường bây giờ mình xài điện thoại sáng cho đến tận tối mình phải sạc đó, ngày mai mình xài tiếp rồi, vì bạn đang trong cái giai đoạn mà cạn pin rồi. Vậy thì khi chúng ta thấy cái dấu hiệu này, không có gì phải hoảng cả, không có gì phải gấp cả, cho nên bạn mới nhận được một cái là bài balance này. Ok, rồi mình hiểu rồi. Tại vì nhìn sơ cái thông điệp ở trên này. Bạn sẽ hình dung nhé. Ở không trong thông trong lá bài này có một cái thông điệp rất hay. Như bạn thấy là cái khung hình nó đang chan hòa ánh sáng. Video hình như là trong hôm nay mà sớm hơn mình có thắp một cái ngọn nến. Bạn thấy đâu có gì khác biệt đâu. Nhưng nếu mình tắt hết toàn bộ cái màn hình này, tối om luôn, thì một ngọn nến leo lắc nhất nó cũng tỏa ra được cái giá trị và cái ánh sáng của nó. Đó, vậy thì dù cho bây giờ các bạn tụi bà sai, bạn cảm thấy nó mệt mỏi và nó cạn kiệt năng lượng đến như thế nào đi chăng nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của các bạn, thì bạn hãy hình dung nhé, nhờ cái bóng tối, nhờ cái sự cố, sự việc biến đổi vừa qua, để bạn mới thấy rõ rằng thì ra là cái gọi là cái bản năng sinh tồn, cái năng lực của mình nó vững vàng đến như vậy. Cho nên mình mới nói là một ngọn nến mà nó leo lắc nhất, nó cũng có cái giá trị thổi sáng một khu vực. Không sáng lóa như đèn này thôi, tại vì đèn này mình đèn hơi bị cao đấy. Để mà quay phim mà đó.
khi mi đen luôn cái trán luôn các bạn, UV đó chiếu vô đen cái trán luôn đó. Đấy, kiểu vậy. Thành ra là quay trở lại, thông điệp này là một tín hiệu lớn mà vũ trụ và đấng bảo hộ và thiên thần nhắc nhở gửi đến cho các bạn. Đây là một cái thời điểm, thời cơ chứ không phải thời điểm, thời cơ cho các bạn. Thực ra là thời cơ. Bạn đã đi một chặng đường dài như cái bím tóc của cô này rồi, mà để thắt lên thế này thì nó nhiều lắc léo đó, nó nhiều sự việc như các bạn, dài lắm. Và đến bây giờ bạn đang ở một cái vị trí mà bạn phải nhìn nhận lại mọi việc vậy thôi. Mình đánh giá thời tiết này, đánh giá lại tất cả những cái yếu tố liên quan để bắt đầu thả thuyền ra khơi tiếp. Bạn còn phải đi cây số thứ 4, thứ 5, thứ 6 rồi mãi mới đến cây số 10 mà không có việc gì cả. Thất bại ta làm lại, mệt thì ta ngủ, đói thì ta ăn. Sau đó dự báo thời tiết, đánh giá tình hình, lên kế hoạch và tiếp tục đi. Bởi vì bạn sẽ thấy ở đây ba cái bím tóc và nó tượng trưng cho là ba gậy nhá. Ba gậy nó làm cho mình liên tưởng đến cái bếp á, cái bếp ba ông táo, hai ông táo với lại bà táo ấy. Thì một cái nấc nữa thôi nó sẽ lên là bốn gậy. Bạn sẽ hình dung bốn gậy nó tượng trưng cho một cái sự vững vàng. Như cái bàn này mi đang quay phim cho các bạn. Cái bàn này nó có bốn chân cho nên nó rất chắc, bạn thấy mi lắc nó không di chuyển gì cả. Nó rất chắc. Thành ra là chỉ một nấc nữa thôi bạn sẽ đạt đến một cái gọi là một cái thành tựu đầu tiên vững chắc, cái nền tảng vững chắc, bạn sẽ lấy lại được năng lượng và niềm vui, sau đó mình đi tiếp. Vậy thôi tụi bà số 2. Thông điệp mà vũ trụ và thiên thần gửi đến các bạn thông qua cái tín hiệu dạo gần đây mi đã truyền tải. Mong các bạn vững vàng, chăm sóc lại sức khỏe thể chất và tinh thần, sau đó vững tiếp và gọi là vững bước và bước tiếp tiến về phía trước. Vậy thôi. Chúc bạn gặp thật nhiều phước lành tụi bà số 2 nhé. Mi ngừng ở đây. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài thường xuyên gặp những con số lập 33, 333, 333, đủ hết các số 3 ha. Vì có người gặp số lập 2 số thôi, 3 số hoặc là 4 số, nhưng mà chung quy mình sẽ tổng hết vào trong cái tụ bài này và mình sẽ gọi các bạn là tụ bài số 3 nhé. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau các bạn tụ 3 để chúng ta xem dạo gần đây vũ trụ và các thiên thần gửi đến cho các bạn dấu hiệu gì, tín hiệu gì và nó ý nghĩa và nó mang cái thông điệp gì đây, tụ bài số 3 nhé. Bạn gặp được một lá bài là jewel, là viên ngọc quý đấy. Ok, một cái lá bài rất đẹp. Chúng ta lại tiếp tục kết nối năng lượng với nhau để xem vũ trụ và các thiên thần đang muốn gửi đến cho các bạn dấu hiệu và thông điệp gì dạo gần đây. Friendship, tình bạn. Vũ trụ và các thiên thần đang cố gửi đến dấu hiệu và thông điệp gì cho các bạn tụ bài số 3 dạo gần đây. Child of the Cosmos là đứa con của vũ trụ đấy. Lá bài này powerful lắm đấy. Vũ trụ đang cố gửi những dấu hiệu và thông điệp gì đến tụ bài số 3. Bạn có cô bé Su. Bạn có là 9 gậy. Cuối cùng bạn có lá bài rất đẹp, Lovers. Ok, mi coi xem nó thẳng thớm chưa nhé. Rồi, thông điệp này là một cái thông điệp khá là mi sẽ dùng cái chữ mạnh mẽ và kiên trì. Vì sao mi nói như vậy? Bạn sẽ thấy mạnh mẽ, kiên trì và đẹp đẽ nữa mới đúng. Phải có cái chữ đẹp vô đây. Giới tính nào cũng cần phải có một cái đẹp, tại vì đây không phải là cái nét đẹp ngoại hình đâu. Đây là một cái nét đẹp, đẹp về nội lực, nét đẹp về cái sự vững vàng, về cái ý chí, cả về cái nét đẹp của cái sự thông thái nữa, đủ hết các loại. Tóm lại là đẹp đi tụ bài số 3. Đã thấy cái chữ là jewel, nó là một cái viên ngọc. Viên ngọc này ở đâu ra đây? Viên ngọc gì đây? Bạn sẽ thấy viên ngọc này á là viên ngọc mà nội tâm, nội tại của các bạn tụ bài số 3 đấy. Và đặc biệt bạn sẽ thấy ở bên này nó có một cái lá bài là Child of Cosmos, là đứa con của vũ trụ. Bạn sẽ hình dung là vũ trụ bao la, rộng lớn và chứa đựng hằng hà sa số thì đúng hơn, còn hàng mình không biết hàng nào luôn ấy. Hằng hà sa số, những cái điều mà nó bí ẩn và nó rộng lớn mà con người mình nó không bao giờ có thể đủ cái khả năng để hiểu thấu hết được. Và vũ trụ gọi là khởi tạo ra vạn vật luôn. Làm sao mình tìm được cái nguyên nhân và gốc rễ, mình tìm không nổi, mình tìm không đủ đâu. Đấy. Và ở đây, Child of Cosmos có nghĩa là một cái thông điệp lớn mà vũ trụ và các thiên thần nhắc nhở các bạn. Tụ bài số 3, các bạn là con của vũ trụ. Vũ trụ super như thế nào? Bạn là con thì kiểu giống như là hậu duệ. Hậu duệ của vũ trụ. Thì bạn cũng bằng một cách nào đó, bạn cũng super luôn, tụ bài số 3. Thành ra cái super này
nó kết nối với cái chùa là cái viên ngọc. Mình sẽ để gần cho các bạn tụ bài số 3 thấy. Bạn thấy đây, một cái người ở trong cái lá bài này và ngay cái khu vực giữa tâm này đấy lóe sáng ra, và ở bên ngoài vũ trụ cũng có rất nhiều những cái đốm lóe sáng như vậy. Thành ra là vũ trụ có hằng hà sa số các người con, và người con nào được đều cũng chứa đựng trong sâu thẳm cái trái tim của mình, ngay giữa trung tâm này một cái viên ngọc quý. Cái viên ngọc quý này á, nó sẽ chủ về cái sự thông thái, tư duy của các bạn, tình cảm của các bạn, ánh sáng của các bạn, nghị lực của các bạn, đủ hết các kiểu. Cho nên lúc nãy mình mới kêu là chùa. Và bạn sẽ thấy ở đây này, nó nhiều lắm. Bạn hình dung nãy giờ mình, nó nhiều ở chỗ là nó nhiều cái năng lượng quá mà mình hấp thụ, mình không có biết là phải phát tán ra bằng cách là chuyển dịch á. À, truyền tải cái thông điệp nào với các bạn tụ bài số 3 trước luôn á. À, thành ra các bạn sẽ cảm thấy là mi đang giống như là mi đang cuộn trào năng lượng và thông điệp với các bạn tụ bài số 3 này vậy. Tại vì mình bắt được một cái năng lượng quá lớn mà vũ trụ đang muốn kết nối với các bạn. Dạo gần đây nếu bạn thường xuyên gặp 2 số 3 lập, 3 số 3 hay 4 số 3 gì đó, bây giờ mi sẽ nhóm lại để cho bạn dễ đón nhận nè. Mình tách ra hai thông điệp. Thông điệp đầu tiên hết là nghị lực của các bạn, viên ngọc của các bạn. Rồi một cái thông điệp thứ hai nữa là nó thuộc về cái tình cảm của các bạn, cái viên ngọc mà viên ngọc tình cảm, cái viên ngọc cảm xúc của các bạn. Vậy thì mình nói cái viên ngọc đầu tiên, bạn hoàn toàn đủ khả năng để đối diện với bất kể bất kỳ cái điều gì, hoàn cảnh, môi trường, sự việc hay là mối quan hệ nào đó mà đang xảy ra trong ngoài đời sống thật của các bạn, mà chắc chắn một điều rằng là nó đang có trở ngại, chắc chắn một điều rằng nó đang khó khăn, chắc chắn là nó đang cản trở các bạn và tạo nên những cái sự bất lợi, bất tiện hoặc thậm chí đến cả là thiệt hại cho các bạn tụ bài số 3 nữa. Nhưng mà không sao cả. Trở ngại ai cũng phải bị, ai cũng phải có, lĩnh vực hay công việc hay ngành nghề nào, độ tuổi hay là giới tính nào, họ cũng đều có những cái câu chuyện trở ngại riêng của họ cả. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ các bạn tụ bài số 3, thường xuyên bạn đón nhận cái tín hiệu này của vũ trụ và thiên thần gửi đến cho các bạn, lại nhắc nhớ bạn hơn người khác ở chỗ bạn có viên ngọc tại tâm. Viên ngọc này nó sẽ giúp các bạn có một cái thái độ mà bạn không có bị chùng bước, không bị sợ hãi hay là không bị đè bẹp bởi bất kỳ những cái trở ngại, thử thách hay khó khăn gì cả. Bạn sẽ đủ cái chí khí, dũng khí để bạn đương đầu. Và khi đương đầu như vậy, bạn chịu trách nhiệm, bạn học hỏi, bạn kiên trì, và bạn bằng một cách nào đó bạn sẽ thành tựu. Đó là cái viên ngọc đầu tiên của các bạn. Rồi, cái viên ngọc mà chủ về cái tình cảm mình nhìn thấy nữa, mà vũ trụ và các thiên thần gửi đến các bạn tụ bài số 3, cái viên ngọc đó nó cho mình thấy một điều rằng là bạn không có độc hành. Mình không có phải là một thân một mình trên cái hành trình này đâu. Ít nhất, chí ít là bạn có cái sự bảo hộ và đang dõi theo của đấng bảo hộ và các thiên thần đây. Đó là lý do mà gọi là các thiên thần mới đang cố mà kết nối với các bạn này. Không phải là nhắn tin hay gọi điện thoại, mà kết nối bằng cách là bạn cứ thường xuyên bạn gặp những cái số như thế này thôi. Là gửi tin nhắn cho các bạn rồi đấy. Đó là một dạng thức để gửi tin nhắn, để cho bạn thấy rằng là bạn luôn có cái sự quan sát, song hành và dõi theo của những người bảo hộ cho các bạn. Đó là Tây Phương. Còn nếu như Đông Phương, chúng ta ít nhất chúng ta có Long Thần Hộ Pháp, ít nhất chúng ta đang có là gia tiên của mình, tổ tiên của mình, ít nhất là chúng ta đang có những cái người thân yêu của mình. Đấy, là bạn không bao giờ đơn độc hay độc hành cả. Tự nhiên mới nói đến đây, tụ bài số 3 có một số những người gia đình họ hơi neo á, hoặc thậm chí là mồ côi đi chăng nữa thì không bao giờ là cô độc trên thế giới này cả. Không bao giờ cô độc. Và thêm như cái năng lượng ở đây, bạn sẽ thấy hai cái lá bài đầu và lá bài cuối. Bạn sẽ thấy là friendship là tình bạn, tiên cũng vậy, thiên thần cũng vậy, con người cũng vậy. Ai mình cũng cần có những cái người gọi là có cái năng lượng bạn với mình á, chứ không phải là bè đâu nha bạn. Bạn chứ không phải là bè đâu. Thành ra là bây giờ có lẽ đã đến lúc chúng ta kết bạn cũng được. Chưa có thì mình kết. Còn nếu có rồi, chúng ta hãy chân thành đối đãi để mình có thể chuyển hóa cái mối quan hệ này nó thành cái chữ là tình bạn. Tình bạn với lại bè bạn nó khác. Cái chữ bè vô là nó không có thân rồi, nó không có thật rồi. Đấy, thành ra là vô đây friendship, bạn thấy sẽ là friendship. Đã đến lúc nếu như có thể bạn hãy tìm những cái sự trợ giúp. Bạn không đơn độc đâu, vì bạn có cái viên ngọc tình cảm ở đây, bạn có cái viên ngọc tình yêu ở đây, mọi thứ đều có thể đối với bạn cả.
Không có cái gì mà không thể hết. Đặc biệt như bạn thấy đây nè, thậm chí với năng lượng này mới thấy đang có người muốn giúp bạn, đang có quý nhân hỗ trợ bạn nữa là khác. Bạn sẽ thấy nhé, giống như bên này nè, hai cái chân là người thôi, nhưng mà đầu là chim, bên này là đầu là người. Rồi người này sẵn sàng mang cái cánh chim, chim này sẵn sàng mặc cái váy của người. Thì nó có cái sự sang sớt với nhau, chia sẻ với nhau, thấu hiểu cảm thông cho nhau, cho nên cái tay mới tròn qua như thế này. Thì nó mới cảm nhận được là bạn không đơn độc, tụ bài số 3. Vì vậy hãy vững tin và đi tiếp. Bạn có một cái viên ngọc đó, nó vô giá luôn, hoàn toàn không có thể nào định giá được. Bạn chỉ cần tin tưởng vào bản thân và hoàn cảnh, cũng như là có cái sự dõi theo giúp đỡ các bạn thôi. Không hề có bất kỳ cái nỗi sợ nào ở đây tồn tại cả. Bạn rồi sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh hiện tại, tụ bài số 3. Để bạn đi tiếp nha, chứ chưa tới đích đâu. Mình sẽ ngừng ở đây. Tụ bài số 3 ơi, tất cả những cái thông điệp mà vũ trụ cũng như đấng bảo hộ và thiên thần gửi đến cho các bạn mình đã truyền tải xong. Mong các bạn sẽ được khỏe mạnh về mặt thể chất lẫn tinh thần, gặp được nhiều thuận lợi và phước lành, tụ bài số 3 nhé. Mình sẽ ngừng ở đây. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài thường xuyên gặp những cái số lập liên quan đến con số 4, 2 số 4, 3 số 4 hoặc là 4 số 4. Và vì vậy mình sẽ gọi cái tụ bài của các bạn là tụ bài số 4 luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau để cùng nhau tìm hiểu xem vũ trụ và các đấng bảo hộ, thiên thần đang muốn gửi dấu hiệu đến với các bạn, thông điệp gì đây. Tụ bài số 4, bạn có lá bài Inspiration. Lá bài này khá đẹp đấy. Cái nguồn cảm hứng. Vũ trụ và các thiên thần đang muốn truyền tải thông điệp gì đến các bạn, tụ bài số 4 đây. Bạn có lá bài là Protect Your Dreams, bảo vệ cái giấc mơ của mình. Ái chà. Vũ trụ và các thiên thần đang muốn truyền tải thông điệp gì đến với các bạn, tụ bài số 4 đây. Mình có cái lá bài là Fall Into My Arms, hãy ngã vào vòng tay. Vòng tay của ai đây? Vòng tay của... Không phải vòng tay của My đâu. Vòng tay của thiên thần, các đấng bảo hộ, vòng tay của đất mẹ đấy các bạn. Tụ bài số 4 à. Vũ trụ và các thiên thần đang muốn gửi dấu hiệu và thông điệp gì đến các bạn, tụ bài số 4. Bạn có tiếp tục lá bài 4 gậy, đẹp quá. Ái chà. 5 gậy, rồi. Và The Moon là mặt trăng, the moon, mặt trăng. Ở đây có một cái thông điệp đẹp, sáng tỏ và đẹp ở đây. Tụ bài số 4 mình sẽ đi năng lượng từ từ thấp lên trên cao cho các bạn, bởi vì nó có một cái inspiration, cái sự truyền cảm hứng ở đây nè. Bây giờ bạn sẽ thấy bắt đầu từ cái lá bài này. Tụ bài số 4 đây chính xác là bạn. Bạn đang ngồi ở trong một cái khung cảnh nó không có rõ ràng lắm, trăng còn chưa cả tròn, nó trăng còn đang khuyết lắm, mà mình không nhìn thấy được cái gương mặt của các bạn. Thành ra mình cứ có cảm giác á, các bạn tụ bài số 4 đang trông về nơi xa xăm và hơi có phần vô định một chút xíu. Vì sao? Có thể là vì những cái việc gì đó, những con người hay những cái năng lượng nào nó đang tác động, nó đang gây cản trở và nó đang phân tán các bạn tụ bài số 4. Và nó làm cho chúng ta bị chậm lại cái hành trình, chậm lại cái nhịp độ, cái tiến độ của mình. Đây là bao gồm tất cả các phương diện luôn. Cuộc sống cũng vậy, tình cảm cũng vậy, công việc cũng vậy. Nhưng nếu chỉ dạo gần đây mà bạn thường xuyên bạn gặp những cái lá bài, xin lỗi không lẽ lá bài, mà những cái số lập 2 số 4, 3 số 4 hay 4 số 4 gì đó, đều là một cái sự kết nối, một cái sự nhắn gửi mà các đấng bảo hộ và vũ trụ đang muốn nhắc nhở các bạn một điều rất là lớn. Là đầu tiên hết nha, nếu như có thể nhanh chóng đi các bạn, tụ bài số 4, đứng dậy và bước đi tiếp. Tại vì trăng khuyết được thì trăng sẽ tròn, trăng lên rồi thì trăng sẽ xuống để mà trả lại cho mặt trời sáng tỏ mà thôi. Tại vì mình hiểu được là dạo gần đây cái cuộc sống thật ngoài đời của tụ bài số 4 á, bạn bị nhiều cái năng lượng nó không có đẹp, không có sáng và thậm chí là không có sạch luôn. Nó đến từ những cái người xung quanh, đôi khi họ có những cái ý đồ hay họ có những cái ý định, những cái nước cờ nào đó đấy, mà giống như họ cản các bạn lại. Họ ganh tị với các bạn cũng có này, họ muốn hơn thua với các bạn, họ muốn khẳng định bản thân của họ và chứng minh một cái điều gì đó cho các bạn cũng có nữa. Tất cả thì đều là những cái việc mà nó cản và nó làm cho các bạn bị mất hứng, gọi là mất hứng.
Rồi tự nhiên cái bạn kiểu giống như là bạn đặt một cái câu hỏi là liệu không biết mình đi đúng đường hay không, mình có thể đạt được cái điều gì đó mà mình mong muốn hay không. Rồi đôi khi bạn lơi lỏng cả cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm, cái sứ mệnh, cái năng lượng của mình luôn, kiểu gọi là tục hứng. Thành ra là bạn gặp thường xuyên những cái số này và bạn sẽ thấy rất chi là hay. Mày đặt cái số bài này rất là ngẫu hứng á, cái số này rất ngẫu hứng trên một cái lá bài. Tụi bài số 4, bạn nhìn gần cái lá bài này một chút xíu. Fall into my arms là ngã vào vòng tay. Vòng tay ai đây? Lúc nãy mình lấy bài mình nói đùa, mình không biết tay ai nha. Ok, mình sẽ để gần cho bạn thấy. Bạn nhìn kỹ đi. Những cái vệt trắng này nè, những cái vệt trắng này. Đây là linh hồn đấy. Hoặc là thần thức ở bên Phật giáo, linh hồn là ở bên Công giáo. Mình sẽ để gần để bạn thấy đây nè. Nó có đầu với tay đây nè bạn, đầu với tay. Bạn có sợ không? Đâu có gì đâu sợ các bạn. Ở giữa đây là nữ thần đất mẹ, nữ thần đất mẹ. Còn tất cả những cái linh hồn hay thần thức này đều chỉ là con người chúng ta mà thôi. Người chúng ta thì chúng ta cũng đến từ vũ trụ, hoặc là chúng ta đến từ lòng đất mẹ, đâu có gì đâu. Vậy thì cái lá bài này, surrender là buông bỏ đi, fall into my arms là hãy ngã vào vòng tay của đất mẹ. Bởi vì mỗi một cái con người đại diện cho chúng ta hay đại diện là tụ bài số 4 nhé. Bạn đã bị hấp thụ, tiếp nạp và bào mòn quá nhiều cái năng lượng rồi. Cho nên nó bây giờ trong người bạn á, nó chỉ là những cái cảm xúc, nó chỉ là những cái năng lượng mà nó không phải là của bạn. Nó của người ta, nó của người ta, nó nhiễm vào mình thôi. Thành ra là một cái lá bài này nhắc nhở mình hãy buông xả hết bằng cách quay trở về này, giống như đứa con nằm trong lòng vòng tay của một người mẹ. Và nữ thần đất mẹ này thì hấp thụ tất cả những nỗi sợ, những nỗi lo, buồn bực, hoang mang, mất tự tin đủ hết các kiểu của các bạn hấp thụ. Và bạn sẽ thấy bên này cái vệt trắng nó đậm, còn bên này cái vệt trắng nó nhẹ lắm các bạn, nó nhẹ cực kỳ luôn. Có nghĩa là xả ra hết đây rồi, trả về hết với đất mẹ rồi. Và bạn sẽ quay trở về với cuộc sống của mình với một cái sự nhẹ nhõm, với một cái năng lượng mới tích cực, với một cái inspiration, cái nguồn cảm hứng mới, để bạn protect your dreams, để bạn đi tiếp cái con đường của bạn. Bởi vì cái con đường kế tiếp của bạn đây, bạn sẽ thấy rất hay nhé. Bạn thường xuyên gặp số lập 4 đúng không? Lá bài này bạn nhận được 4 luôn này, 4 gậy, 4 gậy. Bạn cảm nhận cái lá bài này giống như một buổi tiệc đêm vậy. Nó giống như cái bàn mà mình đang trải bài ra cho các bạn. Bàn này nó 4 chân với 3 chân, nó lung lay thì bạn thấy mình lắc nè. Mình lắc nè. Bạn thấy nó đâu có rung ra, nó đâu có lung lay và lúc lắc đâu. Thành ra là nó thể hiện rằng là chỉ cần bạn loại bỏ những cái gì không thuộc về các bạn, năng lượng không phải của các bạn, và bạn chỉ cần nhích lên một bước nữa, bạn nhích lên một bước nữa thôi, là bạn sẽ đạt được một cái sự vững chắc. Bạn sẽ có lại được cái niềm vui của mình, và bạn sẽ lấy lại được cái inspiration, cái nguồn cảm hứng của mình. Chỉ cần bạn đứng dậy thôi. Bạn đứng dậy, bạn quay mặt lại nhìn tí xíu. Đấy, tại vì cái thời điểm, cái khoảng thời gian gần đây ngoài đời sống thật của tụi bà số 1 ấy, nó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời mà thôi. Tạm thời mà thôi. Bạn vẫn phải đi tiếp, sống tiếp, làm tiếp, yêu tiếp, hít thở tiếp. Vậy thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Tất cả bạn chỉ cần buông xả ra, trả về lại cho lòng đất mẹ. Cho nên mới có cái lá bài của thiên thần, mình sẽ để gần cho bạn coi nè. It's important, thật là quan trọng rằng bạn tin tưởng vào trực giác của mình thời điểm này, và hãy chú ý đến những cái suy nghĩ mà nó hơi khác thường đang xảy ra trong cái tư duy tâm trí của bạn. Và bạn đừng có gọi là mình khước từ đi những cái sự tưởng tượng đó. Tại vì khi mà cái ý tưởng tới, cái mình hình dung ra, hình dung thì đúng hơn là tưởng tượng, bạn hình dung ra như vậy á, thì đôi khi nó có những cái ý tưởng đó là nó một sự kết nối của đấng bảo hộ vũ trụ và các thiên thần đang gửi tín hiệu đến các bạn, giống như gửi tín hiệu là số 4 vậy nè, để bạn có được những cái ý tưởng, để bạn vượt qua cái trở ngại, cái gọi là cái ganh đua, cái cạnh tranh này của người ta, giống như là một cái nước cờ. Như lúc nãy mình chỉ cái lá bài này tụi bài số 4, bạn còn nhớ không? Mình nói là người ta giống như người ta tính toán, người ta có cái nước cờ gì đó để mà chặn bạn ấy. Đâu có sao đâu, bạn cũng có nước cờ khác để mà bạn vượt lên trên họ. Tất cả chỉ là một cái ván cờ mà thôi. Tất cả chỉ là một cái ván cờ. Và với cái năng lượng này, bạn gặp cái số lập này là một cái sự khẳng định ấy. Đất mẹ sẵn sàng hút cạn rất tất cả những cái năng lượng không phù hợp, không tốt cho bạn, để trả bạn lại nhẹ nhàng, và bạn đi tiếp cái con đường của mình để đến cái sự vững chắc này. Thành ra là không sao cả, tụ bài số 4.
Mọi thứ đang sáng tỏ dần lên cho bạn rồi, hãy cứ tiếp tục vững bước. Mi sẽ ngừng ở đây bởi vì tất cả các thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đã gửi đến cho các bạn, Mi truyền tải xong rồi. Mong chúc bạn gặp thật nhiều là phước lành, thuận lợi và nhanh chóng buông xả được tụ bài số 4 nhé. Mi sẽ ngừng ở đây. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài thường xuyên gặp số lập là số 5. Có thể bạn gặp 2 số, 3 số, 4 số 5 lặp lại. Vậy thì mình sẽ gọi chung nhóm bài của chúng ta là nhóm số 5 nhé. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau các bạn, tụ bài số 5 để tìm hiểu xem dạo gần đây vũ trụ và các thiên thần hay gửi đến các bạn dấu hiệu và thông điệp gì đây. Expression, bày tỏ ra, bộc lộ ra. Chúng ta kết hợp năng lượng với nhau tiếp nhé. Kết nối năng lượng với nhau tiếp nhé. Thông điệp vũ trụ và các thiên thần đang muốn gửi dấu hiệu và điều gì đến cho các bạn tụ năm moderation. Chà. Vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi thông điệp gì đến với tụ bài số 5. The Seas of Mintakan. Vũ trụ và các thiên thần đang muốn gửi thông điệp gì đến với các bạn? Tụ 5. Temperance, tiết độ, điều độ. Chariot, cỗ xe. The Tower. Ái chà, nó sao, tại sao lại ra Tower nhỉ? Tụ bài số 5. Mi gọi tên các bạn là tụ 5 nhé. Vì thường xuyên chúng ta gặp những cái số lập đó, 2, số 3, số 4, số 5 lặp lại. Mình cảm giác là hiện tại bây giờ cái thông điệp đầu tiên hết mà vũ trụ và các thiên thần gửi đến nhắc nhở các bạn là bạn bình tĩnh đã. Cái gì đi chăng nữa thì bình tĩnh. Tại vì sao? Rõ ràng cái năng lượng này là năng lượng bạn vừa mới vượt qua, trải qua một cái biến cố, một cái sự cố, một cái cú sốc, một cái gọi là một cái cú đảo ngược nào đó đây mà. Vậy thì muốn làm gì cũng được, không sao hết, từ từ, bình tĩnh đã. Vì rồi bạn cũng sẽ phải là người làm, giải quyết và đi tiếp thôi mà. Thành ra đây là cái thời điểm bạn phải tập trung, bạn để ý một chút xíu đến cái sức khỏe thể chất và cả tinh thần của các bạn. Mà thể chất tinh thần của mình phải khỏe được á, ngoài những cái tác động ngoại cảnh, sự việc, môi trường hay là mối quan hệ con người ấy, bạn phải tự lo cho mình về cái lifestyle á, là cái phong cách sống á, nó đến từ cái việc bạn ăn uống thực phẩm như thế nào, chế độ ăn uống, rồi bạn ngủ nghỉ ra làm sao. Bạn có những cái thói quen gọi là sinh hoạt mà nó tác hại đến sức khỏe của bạn không? Đầu tiên hết là bạn phải để ý đến những cái việc đó. Và kế tiếp như mình cảm thấy, bạn sẽ hình dung mà ở đây nó có một cái năng lượng đầu tiên, hay cái lá bài đầu tiên mà thiên thần gửi đến cho bạn. Expression là cái sự bày tỏ, là bộc lộ. Bày tỏ bộc lộ nó sẽ đến từ lời ăn tiếng nói của các bạn, thái độ của các bạn hay là hành động của các bạn. Ba cái đó đều thuộc về là bày tỏ cả. Vậy thì đã đến lúc bạn sẽ kết hợp hai năng lượng, vừa cân bằng giữ sức khỏe, tinh thần, thể chất và tâm lý á, để mà bạn bộc lộ ra bên ngoài cho nó có cái sự cân bằng hài hòa. Tại vì thực sự ra cái sự việc mà nó đã đang xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn á, đúng là nó gây cho các bạn cái cảm xúc không vui thật, nó sốc thật, nó tấn công, nó tác động các bạn thật đấy. Nhưng nó lại cần thiết và chỉ là một cái cơ duyên để mà các bạn có thể xử lý, giải quyết hay là bạn làm lại á. Nếu như nó liên quan đến mối quan hệ, mới ví dụ như bạn không ngờ tự nhiên không rồi mình cãi nhau một cái trận gọi là oanh liệt luôn với cái người làm chung, thì chỉ là một cái cơ duyên, chỉ là một cái cơ hội để bạn tìm cái cách đó, bạn sửa lại cái sự việc đó cho đúng vì sao hai người cãi nhau. Hoặc là bạn có thể hóa giải được tất cả những cái hiểu lầm với cái người đồng nghiệp đó. Hoặc là bạn không ngờ rằng với người yêu của mình, hoặc là với vợ chồng á, tự nhiên khi không mình lại có những cái hành động, những cái hành vi như vậy, và không ngờ hai người đưa ra một cái quyết định là bỏ ngang như vậy. Bỏ ngang cái gì cũng được, mi ví dụ chung chung thôi. Thì bạn hình dung nhờ mình bỏ ngang như vậy, đúng là nó sốc và nó đau lòng và nó bực bội hay như thế nào đó, vân vân, đủ hết loại cảm xúc của các bạn. Nhưng mà từ đó hai người có thể hiểu được và cả hai cùng sửa sai đã, sau đó mới
tạo lại một cái điều nào đó mới chung. Ví dụ như bồ bịch, đôi khi có những cái người họ cãi mà họ cãi cho đã cái nư, cái họ chia tay mà chia tay không bao giờ nghĩ đến luôn. Có phải hết yêu hay bị cái gì đâu mà chia tay, bởi vì cái nư cãi ngồi cái chia đó thì là một cái cơ hội để mình nhận ra là mình đã sai như thế nào, và mình buộc phải sửa sai và mình xây dựng lại một cái tình yêu mới mà nó không có cái nư cái gì đó ở đây cả hết. Nó chỉ có cái sự chân thành với nhau, nghiêm túc với nhau thôi. Đó, mình đưa ra cái ví dụ như vậy để bạn bạn áp nó vào cái câu chuyện thật ngoài đời của các bạn giùm mi với. Thành ra khi mà bạn đã cân bằng cái tâm lý rồi, bây giờ bạn sẽ bộc lộ và bạn sẽ bày tỏ bằng cái, ở đây các bạn sẽ thấy là expression nhé, rồi bày tỏ, bộc lộ. Ok rồi, mình nhìn xuống đây nó có hai cái lá bài. Mình sắp xếp cái thông điệp sao cho nó đi theo mạch đó. Tụ bài số 5. Bạn sẽ thấy là Sea of Pentacan. Sea là biển, ở đây bên này là nước. Bạn thấy cái váy đầm của cái người trong cái lá bài này là các bạn, tụ bài số 5 đây. Cái váy đầm nó cũng họ vẽ cái kiểu giống như là những cái làn sóng vậy. Hai bên đều là nước cả. Nước cả. Thì nước có, nó chủ về là cái cảm xúc, hành thủy là chủ về cảm xúc. Và bạn sẽ thấy là thường trong những cái tác phẩm mà liên quan đến nghệ thuật, hoặc là đôi khi mình nằm mơ mình thấy cái gì đó mà nó có cái yếu tố nước ở trong này, là nó đều thể hiện những cái gì đó mà nó nằm sâu trong miền tiềm thức của mình á. Gọi là giống như là một cái hành động mà vô thức, không hiểu vì sao mình phản ứng như vậy, không hiểu vì sao mình nói như vậy, không hiểu vì sao mà mình lại có cái hành vi như vậy. Thành ra là sau tất cả những cái gì mà nó xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn, chỉ cần bạn nhìn, bạn tập trung vào cái mặt tích cực, giống như mình đưa ra cái ví dụ vừa rồi các bạn, bạn tập trung vào cái mặt tích cực đó. Và bao nhiêu cái điều mà tốt đẹp nhất, tích cực nhất, hy vọng và rõ ràng nhất, bạn cứ tập trung theo cái hướng đó và bạn nghĩ, thì tự khắc bạn sẽ có cái phản ứng là expression, phản ứng cho nó phù hợp. Tại vì như ví dụ mà mới đưa với các bạn tụ bài số 5 á, là ok ha, không hiểu vì sao hai người không có dự định, hai người vẫn đang yêu nhau bình thường, nhưng mà vì cãi nhau á, cái cãi nhau cứ nhắm tới cái nư á, cãi cho đã rồi xong thôi, dẹp bỏ đi, đá đổ dẹp nghỉ. Đó có phải là một cái sự việc nó quá bất ngờ và nó quá gây sốc cho cả hai bên hay không? Vậy thì bạn sẽ nhìn vào cái mặt tích cực, giống như mi nói á. Bây giờ giống như mình hiểu ra một điều rằng là thì ra đối phương á đã bị chạm ngưỡng, đối phương đã bị cảm nhận là không có, thấy rằng là không có được tôn trọng, bạn không có trân quý cái tình cảm đó, cho nên là mình mới hở cái là mình hất ngang như vậy. Và mình cảm thấy rằng là à, thì ra mình cũng đã vượt quá cái giới hạn rồi. Mình cư xử như vậy là ABC. Vậy thì bạn nhìn vào trong cái mặt tích cực á, là nếu như mà bây giờ làm sao để mình chỉnh lại cho người ta cảm thấy người ta được tôn trọng, và bản thân của mình nó cũng yêu đương cho nó nghiêm túc một cái, không hở một cái là hất ngang như vậy. Thì khi bạn nhìn thấy rõ được cái mặt tích cực của cái vấn đề rồi, nếu mình loại bỏ tất cả những cái điều đó ra thì chúng ta có thể vẫn quay trở lại với nhau, vì tình yêu, tình cảm nó vẫn còn tồn tại ở đó. Thì bạn sẽ biết cái cách mà cư xử, bày tỏ và bộc lộ, bạn liên lạc với người ta, bạn biết nói cái gì liền, thời điểm lúc nào nên liên lạc, mà liên lạc rồi thì nói cái gì, gặp gỡ thì nói như thế nào, thái độ nên ra sao để bạn có thể gọi là cân bằng lại được cái tình huống. Chỉ khi mà bạn phải nhìn vào cái mặt sáng của vấn đề thì bạn phải cân bằng trước đã, bạn mới nhìn được vào mặt sáng. Và khi mà bạn nhìn vào được cái mặt sáng rồi mới có một cái cảm giác là bạn sẽ sửa sai được, không có bất kỳ những cái gì mà gọi là sốc hay là sự cố và biến cố nữa, nó sẽ đổi thành một cái sự sửa đổi, một cái cải thiện, một cái chỉnh sửa, một cái sửa sai cho các bạn tụ bài số 5 thôi. Thành ra nó thiên về cái là đã đến lúc bạn phải bày tỏ, bạn phải bộc lộ rồi, mà bày tỏ bộc lộ dựa trên cái mặt tích cực, hiểu đúng và cân bằng năng lượng bản thân trước đã, và phải hành động bạn ạ. Đây là năng lượng phải hành động, chứ nếu như không hành động, vết thương không bao giờ lành, sự việc không bao giờ được giải quyết. Tụ bài số 5, thông điệp mà vũ trụ và thiên thần bảo hộ gửi đến cho các bạn, mi đã truyền tải xong. Thì nên mi sẽ ngừng cái tụ bài ở đây. Chúc bạn gặp nhiều thuận lợi, phước lành, và có thể nhanh chóng cân bằng để giải quyết và bày tỏ đúng. Bày tỏ đúng. Mi sẽ ngừng ở đây tụ bài số 5 nhé. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài thường xuyên gặp số lập 6666, 2 số, 3 số hoặc 4 số.
Vậy thì My sẽ gọi các bạn là tụ bài số 6 nhé. Bây giờ chúng ta kết nối năng lượng với nhau để đi tìm hiểu dấu hiệu và thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 6 là gì đây? Bạn có lá bài Action, hành động, Action. Vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi dấu hiệu và thông điệp gì đến với các bạn? Tụ bài số 6. Bạn có lá bài Come Together, hãy đến bên nhau đi. Đến với nhau đi. Vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang gửi thông điệp và dấu hiệu gì đến với các bạn? Tụ bài số 6. Bạn có lá bài Earth School, trường học ở quả địa cầu đấy. Life lesson, bài học cuộc sống. Soul growth là sự trưởng thành của linh hồn. Ok, rồi chúng ta tiếp tục lấy ba lá bài xem thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang cố gửi đến cho các bạn. Tụ bài số 6 là gì đây? Death, tử thần. Queen of Wands là nữ hoàng gậy. Và bạn có The Star là ngôi sao. Lá bài rất đẹp. Tụ bài số 6. Đây là một cái năng lượng đẹp đấy các bạn. Đẹp. Nó không có bất kỳ những cái năng lượng, nó giống như những cái tụ bài trước tích cực cả. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái lá bài mà của thiên thần bảo hộ gửi lên cho các bạn. Action là hành động. Nó thể hiện một cái trường năng lượng và một cái thông điệp khá là mạnh mẽ, tự tin. Và dĩ nhiên hành động ở đây nó cho mình thấy rằng vì sao lại hành động? Đáng lẽ mình phải chần chờ suy nghĩ hay là lên kế hoạch hay suy tính chứ. Mà ngay cái chữ hành động có nghĩa là mình sẽ thấy là the time is right, có nghĩa thời điểm nó đã đến, thời điểm nó chín mùi, thời điểm nó phù hợp để cho các bạn thực hiện một cái điều gì đó, để bạn tạo ra một cái điều gì đó, để bạn thay đổi, biến đổi một cái điều gì đó. Và thay đổi, biến đổi hoặc là tạo ra đấy, nó sẽ có hai hướng. Một hướng đầu tiên là bạn phải thay đổi từ trong người của mình đã. Thay đổi từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái cảm xúc của mình. Và từ đó bạn tác động ra bên ngoài, bạn bắt đầu bắt tay vào làm một cái việc gì đó để nó có sự chuyển biến. Đó, thành ra cái action nó là như vậy. Vậy thì như My nhìn thấy ở đây, My nhìn thấy ở đây, My sẽ cái lá bài này nó có thu hút cái sự chú ý của My. The Star là ngôi sao. Ngôi sao nó thể hiện, nó tượng trưng cho một cái năng lượng là hy vọng, một năng lượng tích cực, một cái niềm hy vọng, hoặc là một cái điều gì đó mà nó được hoàn thiện, cải thiện, hoặc thậm chí cả là chữa lành luôn. Thì My đang thấy rằng là các bạn tụ bài số 6, cái hoàn cảnh thật ngoài đời của các bạn ấy, nó không có vấn đề gì đâu, vì nó có cái năng lượng này, vẫn còn hy vọng này. Và bạn cũng là cái người biến cho nó không có cái vấn đề gì đâu. Bạn là cái người hoàn thiện nó, hoàn tất nó và chữa lành cho nó đấy. Vì cái lá bài này nó xuất hiện ở đây, Earth School. Earth School là cái trường học quả địa cầu. Và nó nằm kế bên Death là một cái lá bài tử thần. Hai cái lá bài này nó thể hiện khá rõ là bạn đang trải qua một cái giai đoạn nó không dễ dàng ngoài đời sống thật của các bạn. Và rõ ràng là nó mang đến cho các bạn một cái năng lượng và một cái cảm xúc, một cái tâm lý mà nó không phù hợp, chắc chắn là như vậy. Thì tâm lý cảm xúc như thế nào có lẽ các bạn sẽ tự hiểu rõ hơn vì đó là cái hoàn cảnh của các bạn đấy, nên mình không cần phải tả thêm nữa. Mà hai cái lá bài này nó lại một lần nữa nó nhắc nhở, số 666 này nó nhắc nhở các bạn là hồi sinh và tái sinh đấy. Bằng một cách nào đó nó vẫn thể hiện cái năng lượng là hồi sinh và tái sinh. Tại vì cái bài Earth School nó cho mình thấy rằng là bạn trải qua giai đoạn khó khăn trong công việc hoặc là trong chuyện tình cảm mà chỉ có một mình bạn bây giờ mới giải quyết được thôi, và bạn phải tự giải quyết. Và những cái gọi là cái khoảng thời gian, ví dụ như là trong công việc đi, trong công việc thì để giải quyết được buộc bạn phải học. Có thể là bạn phải tìm cái cách để giải quyết, bạn học từ một cái người có kinh nghiệm hơn, hoặc bạn phải tham gia vào một cái khóa đào tạo hay cái khóa huấn luyện nào đó. Và bạn, tóm lại là bạn không có tự thân mà mình ở cái nền hiện tại mà mình giải quyết được, mà mình chủ động đi tìm cái kế sách hay cái giải pháp nào đó, ví dụ như là nhờ người đấy, nhờ người. Thành ra bạn sẽ thấy kế bên nó có cái lá bài là come together, là đến với nhau và cùng làm việc với nhau đi. Nó giống như teamwork vậy. Còn nếu như không phải là teamwork thì bạn phải tìm một cái người
mà họ có kinh nghiệm kiến thức nên nhiều hơn để họ hướng dẫn bày bày vẽ cho các bạn tụ bài số số 6 để mà bạn phá vỡ đi cái hoàn cảnh hiện tại, để bạn mới gọi là mới nãy mình có nói là cái năng lượng mà hồi sinh á, bạn mới biến hóa biến đổi cái sự việc lại. Nhưng tóm lại không có được bị động vì đây là một cái lá bài là action. Còn nếu đâu như là trong một cái mối quan hệ thì nó không phải kiểu giống như mình đi học cái này cái nọ cái kia, nhưng mà mối quan hệ thì dĩ nhiên mình cũng phải là giải quyết rồi, nhưng mà trong mối quan hệ thì bạn phải nhanh chóng bạn giải quyết nữa. Tại vì với cái lá bài death, tử thần ở đây nó cũng báo hiệu nhiều những cái mà năng lượng hơi khẩn cấp một chút xíu. Tử thần á, là nó sẽ đầu tiên hết là cái chết hoặc là cái sự kết thúc. Bạn hình dung nó có phải có cái sự kết thúc, sau đó nó mới hồi sinh trở lại, tái sinh và chuyển hóa sang một cái giai đoạn mới và trạng thái mới. Nhưng mà quan trọng nó có cái sự kết thúc ở đây. Tại đây là một cái năng lượng nó khẩn thiết. Vậy thì bạn sẽ nhìn thấy cái người này nè, ở bên ngoài thì nhìn rất chi là bình thường, nhưng mà bên trong á, bên trong họ đang bắt đầu là nở rộ hoa lên. Và có một con bướm bướm ở đây, có nghĩa là chúng ta phải thay đổi từ bên trong mình, phải thay đổi trước đã. Mình thay đổi, mình chủ động, mình xử lý, mình giải quyết cái sự việc gì đó đi mà liên quan đến cái mối quan hệ của các bạn, chuyện yêu đương của các bạn, hay là mối quan hệ xã hội, mối quan hệ công việc cũng được, tóm lại là giữa người và người với nhau. Và nó vẫn liên quan đến cái lá bài Earth School này. Chỉ tất cả những gì nó xảy ra mà bạn đang phải trải qua đều là một cái cơ hội, bạn phải tập trung vào bạn trước đã. Tình cảm, công việc gì cũng vậy, ở bên trong người bạn phải nở hoa nè. Có nghĩa là mình phải tự vấn lại bản thân, tự sửa bản thân và tự nâng cấp, học hỏi bản thân đã. Và ở đâu mà bản thân của mình không đủ hết được cái khả năng đó thì tìm người giúp. Sau đó rồi cũng phải chủ động. Thưa vị, đây có một cái lá bài Queen of Wands là cái người mà họ sẽ, bạn hình dung cái người nữ hoàng này đang cầm trong tay một cái cây giống như là hoa hướng dương, nó tỏa sáng ra. Hoa hướng dương nó có cái năng lượng giống như là mặt trời vậy, nó thu hút những cái con này, nó giống như con thiêu thân hả, tới rồi. Và Wands nó cũng đại diện cho cái năng lượng là lửa nữa, thành ra nó thể hiện là bạn kiểu giống như là lead by example. Trong công việc á, bạn phải là người làm tiên phong. Bạn phải không có phải nói nữa mà phải là thực hiện. Và bạn biết rõ cái điều mình cần phải sửa chữa, sửa đổi và giải quyết. Và bạn phải là người đứng lên đầu tiên để làm. Còn trong việc tình cảm á, thì bạn cũng không có gọi là bị động được. Mình không có ngồi một chỗ và mình chờ được. Một khi mình đã dấy lên cái niềm hy vọng ở đây rồi thì mình sẽ phải là người chủ động, có thể ví dụ như là liên lạc, hoặc là xử lý, hoặc là giải quyết cái gì đó để vượt lên trên cái nỗi sợ và cái hoàn cảnh hiện tại. Thì đó là cái thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần đang gửi đến cho các bạn tụ bài số số 6. Bạn phải là cái người có trách nhiệm và là cái người thực hiện hóa hết mọi việc, thực hiện hóa đấy, mọi việc hiện thực hóa chứ nhỉ, làm gì có thực hiện hóa nha. Rồi, hiện thực hóa, và bạn sẽ phải là người sửa sai, là người giải quyết, là người xử lý, và là người gọi là hả, thổi một cái làn gió hồi sinh trở lại cho cái hoàn cảnh ngoài đời sống thật của các bạn tụ bài số 6. Mi sẽ ngừng ở đây nhé, vì thông điệp của thiên thần và vũ trụ Mi đã truyền tải hết cho tất cả các bạn rồi. Mong các bạn sẽ đón nhận thật nhiều là phước lành và có một cái cú đảo ngược thật sự là ngoạn mục tụ bài số 6 nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài hay gặp những số lập liên quan đến số 7, 2 số, 3 số hoặc 4 số 7 lập lại với nhau. Vậy thì mình sẽ gọi các bạn là tụ bài số 7 luôn nhé. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau để xem thông điệp và dấu hiệu mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 7 là gì đây. Mình có một cái lá bài là patience, kiên nhẫn các bạn, kiên nhẫn, bình tĩnh và kiên nhẫn. Thông điệp và dấu hiệu mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 7 là gì đây? Bạn có là go outside, đi ra bên ngoài, bước ra bên ngoài. Thông điệp và dấu hiệu mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho tụ bài số 7 là gì? Bạn có là bài karmic relationships, những mối quan hệ nghiệp quả. Thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 7 là gì? Bạn có lá bài King of Pentacles, Vusu, Chariot,
Knight of Swords là chính kiếm. Ai chà, ai chà. Tụ bài số 7. Bây giờ cái sự việc gì đang xảy ra ngoài đời sống thật của các bạn và có cái dấu hiệu đi gì đi chăng nữa thì từ từ bình tĩnh đã. Cứ phải từ từ bình tĩnh. Tại vì rõ ràng ở đây là patience, là từ từ bình tĩnh đây các bạn. Kiên nhẫn một chút xíu. Patience is required at the moment. Là cái sự kiên nhẫn á, là cái điều đang tiên quyết vào cái thời điểm này, là mình phải kiên nhẫn. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái lá bài ở đây, bạn thấy là karmic relationships, là relationships là mối quan hệ. Cả đây là một cái người đang ngồi và cả cái thân thể phần trên là bị dán bởi những cái ánh mắt của thiên hạ, mình dùng cái chữ là thiên hạ luôn. Thành ra những cái lá bài dưới này mình cảm nhận được cái sự việc các bạn tụ bài số 7 đang phải đối diện ngoài đời sống thật, nó liên quan đến mối quan hệ. Không phải là cái chuyện yêu đương hay tình cảm gì đâu nha, mà nói chung trong tất cả các mối quan hệ. Đồng nghiệp này, gia đình, hàng xóm, láng giềng này, đấy đủ hết các kiểu. Thành ra là nếu mà nói là mối quan hệ thì nó rất rộng, bạn đừng có bó hẹp lại chỉ là cái việc yêu đương. Thì mình nhìn thấy là nó chắc chắn một điều là đang phải có những cái lời gièm pha hay những cái ánh mắt mà hình viên đạn đang gọi là bủa vây lấy các bạn tụ bài số 7. Mà chỉ đơn giản vì những cái mà nó trái nghịch nhau thôi, vì những cái mà cái chuyện theo như mình nhìn thấy đây là nó không cần thiết và nó cũng chẳng đáng nữa. Tại vì ở đây nó thể hiện giống như là họ đấy, thiên hạ, mới dùng cái chữ thiên hạ luôn mà, không có đứng vào trong cái vị trí của tụ bài số 7, không có sống cuộc đời của tụ bài số 7, không hiểu gì hết nhưng mà nói thì rất giỏi đó. Thành ra là chỉ vì không có hiểu nhau rồi, và cũng chỉ vì không cho cơ hội để hai bên hiểu nhau, đủ hết các kiểu luôn. Thành ra nó mới sinh ra cái cảm giác mà các bạn bị những cái sự tấn công, đòn tấn công về tâm lý như thế này. Ai cũng mong được lắng nghe, ai cũng mong được thấu hiểu, được cảm thông á, nhưng mà bản thân mình á, có lắng nghe, có cảm thông, có thấu hiểu cho người khác hay không lại là một cái chuyện khác. Thường là như vậy. Vậy thì My sẽ phải rất chi là công tâm ở đây tụ bài số 7. Vì đây là một cái lá bài nó cho My thấy rằng là cái năng lượng trước cái số 9 nó là cái số 8 và nó là cái số 7. Vậy thì nó như này. Đôi khi các bạn tụ bài số 7, bạn cũng không cần phải trông chờ người khác hiểu mình, lắng nghe mình hay thông cảm cho mình lắm đâu. Không cần thiết. Trước mắt á, bây giờ bạn có lẽ bạn cần phải dẹp bỏ hết, dọn sạch hết tất cả những cái tâm lý đó, patient, mà từ từ cái gì nó tới nó tới. Bạn phải go outside, là bạn phải cân bằng lại được cái trạng thái tâm lý của bạn. Cái tâm lý của bạn là bạn ngủ không yên, còn bị ánh mắt của thiên hạ dán vào trong người của mình. Bạn cho rằng là thiên hạ dán vào trong người ấy. Còn bạn ngủ là nhà của bạn, giường của bạn, ai đâu mà dán. Bạn hình dung không? Thành ra là nó mang theo cái tâm lý của các bạn, nó mang theo những cái cảm xúc thôi. Còn chuyện xong là xong, lời nói gió nó bay. Thành ra là cái tâm lý của bạn mới nói chi rất chi là thẳng thắn và thực tế là như vậy. Bạn chỉ tự mang khổ vào thân của mình. Thành ra go outside. Nếu như bạn go outside là đi ra ngoài, bạn không có đi ra ngoài thiên nhiên được để mà bạn xả hết tất cả những cái năng lượng không phải là của bạn mà bạn đang bị người ta tác động đấy, thì bạn không đi ra ngoài được, nên đi ra ngoài. Còn nếu không thì ok, tạm thời bạn có thể coi những cái hình ảnh hay là những cái video mà nó liên quan đến thiên nhiên hay tự nhiên, cây hoa lá cỏ. Bạn thể để ý là trong tất cả các video dạo gần đây của My bỏ rất chi là nhiều cái yếu tố thiên nhiên vô. Bằng một hình thức mình gián tiếp, mình grounded, là mình tiếp đất, mình tiếp cận với tất cả những cái gọi là đây là cái phước lành mà mình có đó. Mà giờ mình không có quay giữa đồng hay là giữa khu vườn được thì mình tạo dựng cái cảm giác đó. Bạn sẽ thấy nè, thậm chí bên này go outside, và đây là một cái lá bài King of Pentacles. Pentacle là hành thổ, thổ là đất đó các bạn, đất, và đặc biệt cái người ở trong này, cây hoa lá cỏ xung quanh rất là nhiều là bạn đấy. Thay vì ở đây bạn chuyển qua cái lá bài này, bạn thấy nó sáng hơn hẳn, thậm chí cả bạn đây sau lưng cũng có hoa nữa này, các bạn tụ bài số 7 đó. Nên bạn không có go outside, đi ra ngoài được thì cứ như mi thôi, mà ở nhà mình cũng có hoa mà. Thì bạn ngắm video về hoa, cây hoa lá cỏ để bạn cân bằng lại được cái năng lượng. Đầu tiên hết là năng lượng. Và khi mình đã chỉ vào cái lá bài là vua su này á, là nó đòi hỏi cái tính trầm á, và đầm cực kỳ.
và bỏ ngoài tai hết tất cả những cái râu ria rườm rà rắc rối, bởi vì cái lá bài King of Pentacles này nó thể hiện một cái năng lượng của giống như một ông vua già lão luyện cực kỳ, không có gì có thể lay chuyển, tác động và thao túng được ổng cả. Ổng vua mà, ổng thông thái cỡ nào đâu áp năng lượng này vào cho các bạn tụi bạn số 7 ngoài đời thật. Bạn thông thái cỡ nào, bạn bình tĩnh, bạn nhiều kinh nghiệm, bạn lão luyện ra sao. Cho nên ông vua King of Pentacles này ổng ghét cái drama cực kỳ, đừng có bày trò với ông này, kiểu là như vậy luôn ấy. Và đừng có diễn tuồng hay diễn phim với cái ông vua này. Nếu có bất kỳ những cái gì kịch tính á, là biết tay ổng. Bạn hình dung không? Đó, thì bạn áp cái năng lượng này vào cho bạn đi. Thành ra là hả, bạn sẽ thấy là cái lá bài là King of Pentacles này là nó đòi hỏi về cái tính cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ để hiểu rõ mọi việc. Sau khi bạn hiểu rõ hết rồi, vấn đề nó đến từ dĩ nhiên cái tâm lý của các bạn là nhiều lắm. Bạn loại bỏ cái tâm lý đó đi, rồi bạn sẽ nhìn thấy cái lá bài này. Đây, bạn sẽ thấy nó rất lạ ở chỗ là nó có một cái con ốc sên, thường nó sẽ đi chậm, cái đầu vẫn là một con ốc đây nè. Nhưng mà bây giờ muốn mọi thứ nó phải nhanh hơn, cho nên là cái người phụ nữ này gắn cái bánh xe vô con ốc sên, không có bò nữa, mà bây giờ trôi lướt đi luôn cho nó thật sự nhanh. Có nghĩa nó có một cái năng lượng, bạn sẽ thấy rằng là patient này, nó hơi đối nghịch nè. Mình cứ đi đúng như cái vận tốc cái con ốc sên đi, thì ra là tất cả những gì nó đang xảy ra bây giờ là ngoài đời sống thật của bạn, ở phương diện nào cũng tùy các bạn, vì đây là trải bài chung mà. Đôi khi những cái gọi là những cái sự ngán trở mà người khác tạo ra cho cái tình huống đó lại là cái phước lành của mình. Đôi khi mình đi nhanh quá nó đâu có phù hợp đâu các bạn. Đôi khi nó nhanh quá nó không có phù hợp. Nên nó đòi hỏi là cái năng lượng của lá bài vua xu ở đây nó mới xuất hiện trong trải bài của bạn nè. Chậm nhưng mà nó chắc rụm luôn. Chứ nó không phải là chắc bình thường nữa. Tỉ mỉ, cẩn thận cực kỳ. Thành ra bây giờ nếu như mà mọi việc bạn không có thấy rằng là nó diễn biến ra theo như ý của bạn á, thì một lần nữa nó vẫn cứ là cái patience, là kiên nhẫn này. Rồi bạn sẽ chờ tiếp tục cái tín hiệu. Bạn sẽ thấy dạo gần đây có thể bạn gặp thường xuyên cái số 77, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới có thể bạn sẽ gặp những cái số khác. Có nghĩa là bạn hình dung bạn không có đơn độc hành đâu, mà luôn luôn có cái sự quan sát và song hành của các đấng bảo hộ, thiên thần bảo hộ, đó là Tây Phương. Còn ở trong Đông Phương mình có thể rất chi là đơn giản dễ để hiểu là Long Thần Hộ Pháp này bạn. Ông bà tổ tiên của mình, những người thân yêu của mình vẫn dõi theo, vẫn song hành với các bạn. Thành ra là bây giờ bạn chỉ cần bình tĩnh lại, đang làm việc gì cứ làm việc đó tiếp tục, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Quan trọng là kiên nhẫn cực kỳ. Cái lá bài vua xu này rất chi là kiên nhẫn. Tại vì bạn sẽ thấy là xin lỗi các bạn, của mình nó tự nhiên nó hết pin bất ngờ. Ok, mình quay trở lại với các bạn rồi đây. Bạn sẽ thấy cái hình này, cái người vua này đang kiên nhẫn bỏ từng cái đồng xu, cất tiền vô, gom tiền vô, nhặt từng đồng tiền chứ không có lùa hết một lần. Khi nào mà nó chín, nó đủ rồi, nó đủ khả năng rồi, nó rụng hết mấy cái lá rồi, mình mới cất cái đồng xu, cái gọi là cái thành tựu của mình, gom từ từ đấy. Thành ra là tụ bài số 7 mình đã truyền tải cái thông điệp đó chỉ đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi. Đang làm gì cứ làm tiếp và không có nôn nóng hoặc là nóng nảy được. Chỉ khi mọi thứ chín mùi, bạn sẽ thấy rằng là bạn tự động, bạn đã chủ động và biết gắn cái bánh xe vào đây này. Nhưng mà khi nó chín mùi, khi nó chưa có chín mùi thì đừng tự tạo áp lực cho mình. Không ai thao túng và tác động các bạn được cả đâu. Bây giờ mình cứ cân bằng, thoải mái đi đã, từ từ. Trong lá bài này bạn thấy bên này có một người và bên này có một người, hai người đang nhìn nhau. Vẫn chỉ là một người thôi, có nghĩa là bây giờ bạn đứng ở một cái vị trí, một cái góc độ khác để bạn nhìn lại cái sự việc của bạn đi. Đứng hai bờ của một dòng sông, nhìn sự việc ở một cái góc độ khác đi. Góc độ cũ nhìn không ổn của bạn, chắc chắn là không ổn. Nếu ổn bạn không bị mắc thiên hạ giáng vào cơ thể của bạn. Kiên nhẫn và thay đổi. Vậy thôi, tụi bà số 1 mới đã truyền tải xong thông điệp của thiên thần và các thiên thần và vũ trụ gửi đến cho các bạn là thông qua dấu hiệu gần đây. Mong các bạn sẽ có được cái sức khỏe vững vàng về thể chất cũng như là tinh thần, để chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình, đón nhận phước lành và đạt được cái mục tiêu của các bạn nhé. Mình ngừng ở đây. Bye bye tụi bài số 7. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài thường xuyên gặp số lập liên quan đến số 8, 2 số, 3 số hoặc là 4 số, lặp lại như vậy. Vậy thì mình cứ gọi tên các bạn là tụ bài số 8 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau để mình cùng nhau tìm hiểu xem vũ trụ và các thiên thần đang cố gửi đến cho các bạn dấu hiệu và thông điệp gì đây. Bạn có một cái lá bài là prayer, là lời nguyện, người cầu nguyện đấy.
vũ trụ và các thiên thần đang cố gửi đến cho các bạn tụ bài số 8 dấu hiệu và thông điệp gì đây? The tree wisdom, sự thông thái của các loài cây đó. Vũ trụ và các thiên thần đang cố gửi đến cho các bạn tụ bài số 8 dấu hiệu và thông điệp gì đây? Card. Lời kêu gọi đấy. Vũ trụ và các thiên thần đang gửi đến dấu hiệu và thông điệp gì cho các bạn tụ bài số 8? Bạn nhận được lá bài là 7 kiếm. 1 kiếm. 2 ly. Cái năng lượng này cho mi cảm nhận là tụ bài số 8. Có lẽ là bạn đang bắt đầu một cái hành trình nào đó mới. Hành trình mới mà nó không đi theo như ý các bạn muốn. Thành ra là bạn bây giờ đang có một cái phần nó hơi loay hoay. Bạn lại đang muốn gọi là tìm thêm được những cái cách mới hơn nữa để bạn có thể biến mọi việc cho nó tốt đẹp và nó thuận lợi hơn. Tại vì nó cứ có một cái gì đó, nó cứ sai sót hoặc là nó trục trặc gì đó. Vậy thì dạo gần đây nếu bạn gặp những cái tín hiệu, những cái dấu hiệu và những cái con số này, nó là một cái thông điệp xác nhận mà vũ trụ và các thiên thần nó đã gửi đến cho các bạn rằng bạn đang ở đúng nơi, ở đúng chỗ và làm đúng việc. Thậm chí là bạn đang kết nối đúng mối quan hệ nữa. Mối quan hệ nói chung nha, không phải là yêu đương gì đâu. Vì sao như vậy? Mình có một cái cảm giác là cái lá bài này bạn sẽ thấy rất là hay, là mấy cái số 8 nó nằm ngay trên một cái lá bài card, là một cái lá bài gọi là đã được gọi rồi. Thì mình cho mình thấy một điều rằng là linh hồn của các bạn, tụ bài số 8 là linh hồn là bên Công giáo, thần thức là bên Phật giáo, tóm lại là một cái trường năng lượng nội tại của các bạn ấy đã từng làm, đã từng biết và đã từng kinh qua cái hoàn cảnh, cái sự việc này, cái môi trường, thậm chí là mối quan hệ này rồi, trong nhiều những cái hằng hà xa số kiếp sống trước đây rồi. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái kiếp này nó sẽ phải có những cái biến thể, mình gọi là biến thể, nên nó tác động, nó có thể sẽ khiến cho các bạn không có hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ, hoặc mọi việc nó không có được thuận lợi lắm, nó có những cái trục trặc, thậm chí là cả những cái con người không ngay thẳng và chân thành với các bạn không có quan trọng mấy đâu, không hề quan trọng một chút xíu nào hết. Rồi mọi chuyện nó vẫn cứ sẽ trôi tiếp và tiếp diễn tiếp thôi. Thành ra cái số 8 này nó cho mình thấy rằng thôi bây giờ mình cứ bình tĩnh lại, tập trung cái năng lượng. Prayer là cái người cầu nguyện, có nghĩa tập trung lại cái năng lượng của mình để mình nhìn nhận ra lại nè. Bạn sẽ thấy tree wisdom là cái sự thông thái của những cái cây. Bạn thấy là cây nó có một cái sự thông thái tuyệt vời và tuyệt diệu lắm. Bây giờ bạn tụ bài số 8, bạn chuẩn bị trở thành cái cây này. Cây đây, cây hoa, đây là bông hoa thôi, nhưng mà xuất phát từ coi như là thiên nhiên đi ha. Là cái cây, vì sao? Bạn sẽ thấy nhé, khi mà một cái cây lớn vững rồi, giống như tụ bài số 8 bạn đã lớn vững rồi đúng không? Và cái cây vẫn sừng sững qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Cây vẫn là cây. Xuân tới thì trời mát mẻ, trong xanh, hoa nở rộ, cây vẫn là cây. Hè tới trời nóng ơi là nóng, cây vẫn là cây, thậm chí là đổi mùa hoa khác nữa. Còn thu sang rồi thì cây vẫn là cây, dù lá có rụng xuống đi chăng nữa thì lá sẽ rồi lại mọc lại mà thôi, đâu có gì đâu dữ vậy. Đấy, rồi qua đến cái mùa đông á, lạnh lẽo như vậy thì cây vẫn là cây, thậm chí cây sẵn sàng hứng tuyết nữa, nếu mà ở cái khu vực địa lý nào mà có tuyết, cây vẫn hứng tuyết, cây vẫn hứng gió bình thường. Bạn áp năng lượng này vào đời sống ngoài đời thật của bạn đó, tụ bài số 8. Bạn đang muốn làm cái gì đó mới, hoặc là bạn đã làm cái gì đó mới rồi, thì tất cả những cái tác động á chỉ gọi là ngoại cảnh mà thôi, nó không có nhầm nhò gì cả với các bạn, với con đường của các bạn. Công việc mới, hướng mới, ý tưởng mới, dự án mới gì đó của các bạn, nó không có nhầm nhò gì cả. Mà thậm chí bạn sẽ hình dung cái cây còn biết cả thêm một cái việc, có những cái loài mà côn trùng hả ta, dùng cái chữ côn trùng, mình không biết dùng cái chữ gì mà đại khái giống như là con ong, con đồ luôn đấy. À, tới gấp cây đó cũng sẽ nở hoa nhé, gấp phấn hay là gấp những cái hạt á từ trong cái nhụy này nè, rồi đem đi rồi rải qua những cái cây bông hoa khác để nó thụ phấn đấy. Bạn hình dung không? Có người tới lấy đồ đi, cây cũng chả có vấn đề gì cả, chẳng qua chỉ là một cái sự lan tỏa cái tiềm năng, tiềm lực của mình mà thôi. Đến đây bạn nhìn cái lá bài này nè,
đây là trứng, là bạn thấy không, quả trứng là trứng và trứng này, đây là một cái con rắn mà nó trá hình bằng những bông hoa làm như là đẹp lắm vậy, và nó đang muốn đánh cắp trứng ở trong cái tổ của cái cây. Ok rồi, vậy thì nó đang cố gắng á, đánh cắp về rồi nó giả bộ là mẹ của các cái quả trứng đi chăng nữa thì ở đây nó vẫn còn nguyên cái trứng, nó vẫn còn. Thì đây là một cái hình ảnh nó hơi đánh đố một chút xíu, cái câu chuyện nó không được tích cực như My vừa mới chia sẻ ở bên cái cây, nhưng mà chẳng qua cái hình ảnh này để My muốn cho các bạn coi là không thể nào mà cái người mà họ không có thật á, họ có thể tác động 100% toàn bộ được đến các bạn tụ bài số 8 cả. Nó lúc nào cũng vẫn còn lại cái hy vọng, tại vì cái cốt lõi, cái gốc, cái vấn đề là của các bạn mà. Không ai lấy được cả. Vậy thì bây giờ mình chỉ giữ vững cái tinh thần của mình thôi. Mình giữ cái sự cầu nguyện đến với đấng bảo hộ, đến với thiên thần, hoặc gần hơn một chút xíu là Đông Phương của chúng ta, là ông bà tổ tiên mình, gia tiên của mình, hoặc là bên Thiên Chúa giáo thì là Đức Chúa, còn bên Phật giáo là Phật, nhiều nhiều vị Phật. Thì nếu như bạn thân cận với, bạn rõ, bạn rành vị Phật nào thì bạn hướng cái năng lượng cầu nguyện của mình đến cái vị Phật đó, hay là đến Đức Chúa. Nhưng mà bạn nhớ giúp mình này, mình sẽ để gần cho bạn thấy, tại vì phần lớn là con người mình chỉ sinh là tai qua nạn khỏi, sinh là giàu có sung sướng đẹp đẽ mà ở đâu ra mà giàu có đẹp đẽ. Tại vì bạn sẽ nhìn thấy nè, văn hóa Đông Phương và Tây Phương đều giống nhau hết, giống nhau ở chỗ rằng là bạn sinh là bạn sinh cái nghị lực, bạn sinh cái gọi là bạn sinh một cái sự sáng suốt, và bạn phải là người tự giải quyết vấn đề chứ không ai giải cho bạn hết. Không có ông Phật hay ông Chúa nào ấy mà coi như là chỉ mang phước lành và may mắn đến cho bạn ấy, vậy thì còn kiểu giống như là nghiệp quả hay xui rủi ai hứng. Không lẽ là ông Phật với ông Chúa ông hứng mấy cái đó cho các bạn. Cho nên bạn sẽ thấy nè, Đông Phương và Tây Phương đều giao thoa một cái, đây là một cái gọi là một cái kiến thức. Bạn sẽ nhìn thấy nè, mới để gần cho bạn là thông điệp cầu nguyện đây nè bạn. Thân gửi thiên thần bảo hộ, hãy giúp tôi xóa đi cái cảm giác là tội lỗi và hối tiếc. Và hình dung nó liên quan đến năng lượng, nghị lực và tinh thần không? Hãy giúp tôi nhìn thấu được cái sự hoàn thiện, cũng giống như là vạn vật trên cuộc đời này đều có cái thứ tự thiêng liêng của nó. Bạn thấy không? Chỉ xin tuệ giác, có nghĩa là chỉ xin những cái gì đó mà nó liên quan đến là cái việc nhận thức và nghị lực thôi, chứ không có xin kết quả. Mình phải tự tạo kết quả. Hãy giúp tôi vượt qua được nỗi sợ. Hãy giúp tôi sống trọn trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy giúp tôi cảm nhận được tình yêu vô hạn đang có xung quanh tôi. Hãy giúp tôi nhận ra rằng bản thân của tôi có đủ năng lực. Bạn hình dung một cái lời cầu nguyện này, Tây Phương hay là Đông Phương đều là như nhau cả. Và chỉ nhờ vào cái năng lượng cầu nguyện này, các bạn tụ bài số 8, bạn sẽ tìm ra cái cách để bạn xử lý những cái gì mà nó không thuận lợi, những cái trục trặc sai sót, và cả những con người mà hơi kỳ cục, nó cản trở cái việc làm mới của bạn, hay dự án mới của các bạn, hoặc thậm chí là cái cơ hội nhân duyên mới của các bạn. Bạn rồi sẽ sừng sững như một cái cây ở đây. Cho nên bạn sẽ thấy ở đây có một cái lá bài là hai ly. Hai ly bạn sẽ thấy này, lại liên quan đến cây hoa lá cỏ. Hai người này giống như chị em sinh đôi và đang nương tựa vào nhau. Nó cho mình có một cái cảm giác, đây là một cái thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ dặn bạn, nhắc nhở bạn. Chỉ có bạn mới dựa được vào chính bạn mà thôi. Hai người y chang nhau. Khi mà bạn dựa vào chính bạn như vậy, bạn xử lý hết tất cả, và bạn sẽ lóe lên được một cái ý tưởng mới. Bạn sẽ mở ra một cái hành trình mới, hay một cái gọi là một cái trường năng lượng mới. Bạn giải phóng, bạn xóa bỏ hết tất cả những gì không thuận lợi, và bạn tạo ra sự thuận lợi mới thôi. Thành ra là với cái số 8 này nè, số 8 này vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin và đi trên con đường, đi trên cái hành trình mình đã đi và đã lựa chọn rồi. Và bạn sẽ hóa giải tất cả, bạn sẽ có rất chi là nhiều những cái ý tưởng mới và giải pháp mới để mà bạn vững bước đi tiếp. Bởi vì call, bạn đã được gọi rồi. Sứ mệnh nó đã được on duty, là đã lên trách nhiệm rồi. Thành ra là cứ dấn thân về phía trước, tiếp tục hành trình tụ bài số 8 nhé. Đến đây mình sẽ ngừng lại, vì thông điệp mình đã truyền tải hết rồi. Mong bạn sẽ nhận được nhiều những cái năng lượng tích cực, nhận được thật là nhiều những cái sự truyền tải và gọi là gửi gắm cái tình yêu thương bảo hộ từ đấng bảo hộ thiên thần dành cho các bạn tụ bài số 8, để bạn vững bước và nảy sinh ra thật nhiều những cái ý tưởng mới, con đường mới, cơ hội mới. Tụ bài số 8 nhé, mình sẽ ngừng ở đây. Bye bye.
Xin chào tất cả các bạn thường xuyên gặp số lập liên quan đến số 9, 2 số, 3 số hoặc là 4 số 9. Vậy thì mình sẽ gọi các bạn là tụ bài số 9 nhé. Chúng ta bây giờ kết nối năng lượng với nhau để xem thiên thần bảo hộ và vũ trụ đang gửi đến cho các bạn dấu hiệu và thông điệp gì đây. Không lấy được nhỉ? Ok, rồi. Prayer. Lại một lần nữa, bạn mình nhận được một lá bài là prayer. Tại vì cái nhóm số 8 cũng prayer, nhưng mà là cái người cầu nguyện, lời cầu nguyện đấy. Nhưng mà ở một cái nội dung khác, ở một cái năng lượng khác. Thành ra là các bạn sẽ thấy là cái số 8 cũng như cái số 9, bạn thường xuyên bạn gặp cái số lập như vậy. Nó cho mình có một cái cảm giác là mình phải vững tin, kiên nhẫn và đừng có từ bỏ. Tại vì mình có một cái cảm giác là nó đang chuẩn bị chuyển giao năng lượng, chuyển giao hành trình, chuyển giao chu kỳ cho các bạn rồi. Chúng ta tiếp tục kết nối năng lượng với nhau các bạn. Tụ bài số 9 nhé. Dấu hiệu và thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn là gì đây? Nếu bạn có nghe tiếng tạch 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 là con mèo của My nó đang hả gãi cổ. Nó có cái đồ để nó tự gãi cổ. Shine from within là cái tỏa sáng từ bên trong. Dấu hiệu và thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang gửi đến cho các bạn tụ bài số 9 là gì đây? Breath of the cosmos là hơi thở của vũ trụ. Breath of the cosmos. Dấu hiệu và thông điệp mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 9 là gì đây? Bạn có một cái lá bài là Tower, là tòa tháp. Judgment, ngày phán xét, phán xử. Four of Swords là bốn kiếm. Prayer và bốn kiếm. Rồi tụ bài số 9 bạn sẽ thấy, khi mà My lấy từng lá bài, mới lấy hai lá bài, My đã nói là cái số 8 và cái số 9 đó, bạn thường xuyên bạn gặp cái số lập này đấy. Thì nó đều thể hiện là bạn hãy cứ tiếp tục trên cái hành trình của mình đi. Bởi vì nó đã đến một cái giai đoạn đó, đến một cái năng lượng giống như là chuyển giao đấy. Chuyển giao cái hành trình mới, năng lượng mới, chu kỳ mới, hoặc là thậm chí cả là một cái khởi đầu mới luôn đấy. Nên cái số 8 nó cũng na ná như vậy, và qua cái số 9 nó cũng hao hao như vậy. Nhưng mà với cái số 9 đó, nó đã gọi là nó đã cận kề luôn, hơn hẳn là cái số mà số 8. Thành ra bạn sẽ thấy nếu như bạn thường xuyên gặp cái số lập số 9 thường như vậy nè, nó đang chuẩn bị, nó có một cái, có thể sẽ gọi là tùy vào cái hoàn cảnh. Cho nên mình sẽ liệt kê một số những cái từ như sau. Bạn sẽ chuẩn bị đối mặt với một cái giai đoạn thoái trào mạnh mẽ. Bạn sẽ chuẩn bị đối mặt với một cái sự biến đổi khá lớn. Bạn sẽ chuẩn bị đối diện với một cái sự việc, sự cố, thậm chí cả là ok, sự việc, mình sẽ ngừng lại ngay đó. Sự việc, một cái sự việc nó mang cái yếu tố là bất ngờ, có thể bạn không dự tính được, tiên liệu được, nhưng mà chả sao cả, nhờ sự việc đó thì bạn mới chuyển giao năng lượng được, thay đổi hành trình được, không có cái vấn đề gì cả. Thành ra khi mà bạn gặp số lập này á, bạn sẽ hình dung bạn chuẩn bị sẽ đón chào ai, bạn sẽ đón chào đấy, chứ không có gì cả, đón chào rất chi là nhiều những cái điều mới mẻ cho bản thân, cho cuộc sống của chính bạn. Điều mới mẻ đầu tiên có thể bạn sẽ gọi là bước chân vào một cái hành trình thức tỉnh về phương diện là tâm linh và năng lượng. Hoặc bạn sẽ chuẩn bị đón chào những cái cơ hội thực thể ngoài đời sống của mình á, mà bạn có thể gọi là tỏa sáng được cái khả năng, cái năng lực, cái tài năng của mình. Rồi, còn về nhân duyên thì cũng ok. Vậy thì mình sẽ nói một chút xíu, bạn sẽ thấy nhé. Mấy cái số 9 này nó nằm trên một cái lá bài là Breath of the Cosmos, là cái hơi thở của vũ trụ. Bạn sẽ thấy đây là có một cái người này thở ra giống như là cái galaxy, là cái thiên hà vậy. Cho nên á, cái lá bài này, một cái trải bài này, cái số lập này nó còn cho mình một cái năng lượng giống như kiểu gọi là flow, là xuôi theo dòng, thuận theo tự nhiên và tùy duyên đấy. Nhưng mà không phải bạn gặp cái số 999 này là bạn thả lỏng luôn, trôi tuột hết nhá. Tại vì một khi mà bạn nhìn cái số 999 này, chắc hẳn một điều bạn quá rõ rồi. Nó trải qua là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, một loạt những cái con số, những cái dấu hiệu và những cái thời điểm, giai đoạn trong cuộc đời mà bạn đã phải gieo cái hạt giống duyên rồi. Bất kể sự việc gì,
bạn đã gieo cái hạt giống duyên rồi. Cho nên bây giờ bắt đầu là cái nhân và cái duyên đó, bây giờ bắt đầu là, cho nên mới có chữ nhân duyên. Bây giờ bắt đầu là cái chữ quả của cái chữ nhân nè. Và cái gieo duyên đó bây giờ bạn mới có được cái quyền là tùy duyên. Thành ra là cái breath of the cosmos là cái hơi thở của vũ trụ. Có lẽ là bạn không cần phải quá gọi là kiểu giống như là bạn ép buộc, bạn vắt ép, bạn trách cứ, bạn lo lắng, bạn suy nghĩ, bạn buồn khổ, bạn muộn phiền, tất cả những cái đó bỏ hết. Cái tùy duyên mà mình đang nói là bạn phải bỏ hết tất cả những cái đó. Và bạn phải tin rằng là có cái sự tiếp sức, quan sát của vũ trụ cho hành trình của bạn. Và đây là cái cơ hội bạn shine from within, tỏa sáng từ bên trong. Tỏa sáng từ bên trong có nghĩa bạn hãy cứ tự tin đối diện với cái sự cố hay sự việc gì đó mà nó xảy ra. Không có cần nghĩ nhiều quá. Nó đang giai đoạn chuyển hóa mà, bởi vậy cho nên bạn mới thấy nó có cái lá bài là prayer. Mình sẽ để đây cho bạn thấy tụ bài số 8 mình cũng có nói thông điệp này, và mình sẽ lặp lại cho tụ bài số 9 vì nó quan trọng. Bạn sẽ thấy tất cả những cái phương tiện này là Tây Phương cả, văn hóa của Tây Phương. Và chúng ta là người Đông Phương, dù bạn đang sống ở cái địa lý nào đi chăng nữa, gốc rễ cội nguồn bạn xuất phát từ là Đông Phương. Và bạn sẽ thấy là Đông Phương và Tây Phương giống nhau hết. Giống nhau về cái quan điểm như thế này nè. Prayer là người cầu nguyện hoặc là lời cầu nguyện. Thường á mình cứ hay cầu á là cho con đẹp, con lấy chồng giàu, lấy vợ giỏi, rồi giàu có, khỏe mạnh, đủ hết các kiểu luôn. Vậy thì mấy cái mà xấu xí, nghèo khổ, ai hưởng? Nghiệp á, nghiệp của mình ai hưởng đây? Thành ra là bạn sẽ thấy tất cả những cái cầu kia á, mình cầu cho vui miệng thôi, không ai nghe đâu. Tại vì Phật cũng rất bận, Đức Chúa cũng rất bận, Thiên Thần cũng rất bận. Thành ra bạn sẽ thấy là Tây Phương và Đông Phương đều giống nhau ở chỗ bạn chỉ có thể xin được một cái sự sáng suốt, tỉnh táo, một cái nghị lực. Bạn hình dung không? Xin một cái gọi là một cái khả năng mà vượt qua được cái nỗi sợ thôi. Còn lại tất cả những cái bạn nhận được á, là bạn phải là cái người mà đi kiếm tiền. Bạn phải là người đi tập thể dục thì nó mới khỏe được. Bạn phải sống sao cho nó ra ngô ra khoai, bạn mới cưới được chồng giỏi vợ giàu. Vậy đó. Và hình dung vì sao mình nói như vậy để gần cho bạn coi nè. Đây là văn hóa Tây Phương nha. Thân gửi các thiên thần bảo hộ, hãy giúp cho tôi có thể linh hoạt hơn trong thái độ và niềm tin. Bạn thấy không, có ai xin tiền đâu. Hay là đâu có ai xin gọi là hả, ai hứng hậu quả giùm cái để cho tôi ăn quả ngọt thôi. Bạn thấy hình dung này đấy. Rồi sẽ tiếp. Hãy giúp tôi không có sợ. Bạn thấy không? Không có sợ. À đây, mình đang nói nữa chừng tự nhiên cho mình nhìn. Transient. Những cái lẽ thường tình của cuộc sống. Rồi, giúp tôi hãy nhớ đến... mình phải tìm một cái gì đó cho nó đơn giản nhất. Hãy giúp tôi nhớ đến gọi là tôi vẫn còn có những cái góc sáng ở trong cái linh hồn của mình. Rồi, và... from the heart of everything, every living thing. Help me to remember that I am internally guided and loved by God and all creation. Giúp tôi có thể nhận ra, biết được và nhớ được rằng là lúc nào cũng vậy, có cái sự song hành, dõi theo và hướng dẫn của đấng bảo hộ. Mình dùng chung là đấng bảo hộ. Tây Phương hay Đông Phương thì mình dùng cái chữ là đấng bảo hộ. Lúc nào mình cũng nhận được cái sự yêu thương để dẫn dắt, yêu thương để dẫn dắt, còn đâu tự đi. Các bạn tụ bài số 9, bạn hình dung cái năng lượng cầu nguyện Tây Phương hay Đông Phương đều cầu kiểu như này hết á. Chứ không ai xin giàu, xin giỏi, xin đẹp. Tụ bài số 9, nếu ai mà không có xin giỏi, xin giàu, xin đẹp thì ok. Mà ai mà lỡ có xin như vậy, từ đây mình chuyển hóa một chút xíu. Đây là năng lượng chuẩn chỉnh. Tây Phương, Đông Phương gì đều áp dụng một kiểu cả. Vậy thì như mình nhìn thấy, nếu như bạn thấy cái số 9 lập thường xuyên dạo gần đây là đã đến một cái thời điểm á, bạn hãy chiêm nghiệm và đánh giá lại suốt cả một hành trình vừa qua. Nếu công việc, phải đánh giá lại công việc, đánh giá lại cái thành tích của cá nhân và cái thái độ năng lực của cả nhân viên. Còn nếu một cái sự việc gì đó, ví dụ như bạn đang muốn mua một cái sản phẩm nào đó, hoặc là ví dụ như mua nhà đi, bạn phải đánh giá thị trường, bạn phải đánh giá giá cả, rồi bạn phải đánh giá cái tính thanh khoản, rồi hoặc là ví dụ như bạn chuẩn bị ký một cái hợp đồng mà hợp tác với ai đó, bạn phải đọc kỹ cái điều khoản, bạn phải tham khảo cái đối tác đó của bạn, danh tiếng, thương hiệu và những cái gọi là
những cái vết á, mà có hay là không. Rồi bạn phải nghiên cứu thêm cả nữa rằng là cái tỷ lệ phần trăm hai bên ký hợp đồng với nhau đã khớp hay chưa đó. Mình đang đưa ra những cái ví dụ như vậy luôn. Đấy là công việc ở bên ngoài. Còn nếu trong một cái mối quan hệ, nếu mà sự việc nào đó mà nó có xảy ra đáng tiếc á, thì là một lúc, đây là một cái thời điểm á, bạn phải đánh giá lại bản, tự kiểm điểm bản thân, gọi là tự kiểm điểm bản thân, rồi mọi việc nó tới đâu nó sẽ tới đó, bạn cứ thuận theo tự nhiên, tại vì đây là một cái sự chuyển hóa mạnh mẽ cần thiết và tốt cho các bạn mà thôi. Bởi vì cái sự việc này dù không như ý các bạn muốn hay là nó hài lòng các bạn đi chăng nữa, thì nó phải xảy ra để nó dẫn các bạn tới một cái trường năng lượng mới tốt hơn, một cái trường năng lượng sẽ gieo có tia hy vọng mới cho các bạn. Các bạn hãy nhớ cái điều đó giùm mình. Như cái lá bài này, hiện tại bây giờ bạn thả lỏng ra, nghỉ ngơi đi và đón nhận những cái gọi là những cái feather, những cái lông này, nó thường là nó liên quan đến cái tín hiệu của thiên thần đấy, để bạn đón nhận những cái sự tín hiệu hướng dẫn dẫn đường của bạn, rồi bạn sẽ tự khắc biết sẽ làm gì và bạn kết thúc cái cảm giác, cái hiện trạng này để bạn chuyển hóa năng lượng đấy. Mình sẽ ngừng ở đây tụ bài số 9 nè, tại vì thông điệp của vũ trụ và thiên thần gửi đến các bạn mình đã chuyển hóa xong rồi. Mong bạn nhận thật là nhiều phước lành, cũng như là phước lành này nó chuyển hóa thành cái định hướng á, cái một cái lời dẫn đường, một cái định hướng rõ ràng cho các bạn, để bạn có thể nhanh chóng chuyển hóa chu kỳ, chuyển hóa giai đoạn, chuyển hóa năng lượng, để bạn đón nhận một cái điều gì đó, một cái trường năng lượng mới mẻ đây nè, đang chuẩn bị chờ đón các bạn. Mình sẽ ngừng ở đây nhé. Bye bye tụ bài số 9. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài thường xuyên gặp những cái số 0 lặp lại như thế này, 2 số, 3 số hoặc là 4 số. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau để xem vũ trụ và các thiên thần đang gửi dấu hiệu và thông điệp gì đây đến cho các bạn. Bạn nhận được acceptance là sự chấp nhận. Mình sẽ gọi các bạn là tụ bài số, mình gọi là tụ bài số 10 nhỉ. Ok, rồi cũng được. Acceptance, sự chấp nhận. Thông điệp và dấu hiệu mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 10 là gì? Bạn có là Moon Energy, năng lượng của mặt trăng. Thông điệp và các dấu hiệu mà thiên thần và vũ trụ đang muốn gửi đến cho các bạn tụ bài số 10 là gì đây? Bạn sẽ có lá bài là Star Brothers, là những người anh em ngôi sao, có nghĩa là đồng bọn của mình đây, đồng đội của mình đây, đồng nghiệp cũng được. Chúng ta sẽ xem tiếp xem vũ trụ và các thiên thần đang gửi dấu hiệu và thông điệp gì đến cho các bạn tụ bài số 10 đây. Thông điệp và dấu hiệu vũ trụ và các thiên thần gửi đến cho các bạn tụ bài số 10. Bạn có lá bài là hai gậy, 4 xu, 2 gậy và 4 xu. Và cuối cùng là lá bài 7 kiếm à, 7 kiếm. Tụ bài số 10. Mình đang có một cái cảm giác là khi mà bạn gặp thường xuyên những cái số lặp này là một cái dấu hiệu lớn mà vũ trụ và các thiên thần bảo hộ đang muốn nhắc nhở các bạn. Nhắc nhở là có thể bạn đang trong một cái khoảng thời gian mà bạn bị lung lạc. Lung lạc về năng lực của bản thân, về vận số của bản thân, về cuộc đời của bản thân, về đường tình cảm, tình duyên, tất cả, nói chung tất cả. Và tự nhiên như vậy nó làm cho các bạn á, nghi ngờ về cái năng lực, về giá trị, về con người của chính mình luôn. Rồi nó nói chung là nó kéo theo một chuỗi những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc mà nó không phù hợp. Cho nên bạn mới nhận được một cái lá bài là acceptance, là sự chấp nhận nè. Chấp nhận đây là chấp nhận chính bản thân của các bạn ấy. Sẽ có tùy mỗi một cái thời điểm. Vì ở đây nó có một cái lá bài là Moon Energy, là năng lượng của mặt trăng. Nó cho chúng ta thấy rằng là bạn hình dung nhé, tất cả những cái gì mà thuộc về vũ trụ đều tạo ra dòng năng lượng cả, và con người chúng ta đều hấp thụ hoặc là bị tác động ảnh hưởng ở một cái tỷ lệ và một cái mức độ nào đó, chẳng qua chúng ta không có nhận ra thôi. Bạn hình dung là vào những cái lúc mà trăng mà gọi là trăng tròn á, bạn sẽ để ý là sức khỏe của chúng ta nó có cái sự thay đổi, cảm xúc của mình cũng thay đổi, có nhiều người bị mất ngủ luôn, thậm chí là cái khả năng mà liên quan đến sinh hoạt tình dục nó cũng bị tác động thay đổi mà chẳng mình không có nhận ra thôi. Tương tự như vậy, núi non hay là sông biển gì đều vậy hết.
Thành ra là cái lá bài này nó cho chúng ta thấy rằng là trăng ấy, bạn sẽ hình dung từ ngày mùng 1 âm lịch cho đến 30 hoặc là 31 âm lịch gì đó, biến chuyển ha, trăng khuyết cho đến trăng tròn, trăng tỏ rõ vành vạnh cho đến trăng tối ầm om đêm 30, bạn không tìm thấy trăng được ở đâu. Từng mỗi một ngày như vậy đều có cái sự tác động đến cái sức khỏe tâm lý và khả năng của chúng ta. Thành ra là một năm nó dài như vậy, thì bạn sẽ hình dung là đôi khi dĩ nhiên chúng ta vẫn phải cố gắng, chúng ta vẫn phải chuẩn bị, chúng ta vẫn phải học hành đàng hoàng, trau dồi kiến thức đàng hoàng, quan sát, phân tích cho đủ hết các kiểu trong công việc. Thì mình phải cẩn thận như vậy đó. Trong cuộc sống cũng vậy, mình phải học cái cách đối nhân xử thế. Dĩ nhiên cái gốc vẫn là chúng ta. Rồi trong chuyện tình yêu như vậy thì mình cũng phải học cái cách yêu đúng đắn, nghiêm túc, tôn trọng, đàng hoàng. Cái gốc vẫn là chúng ta, nhưng mà mình vẫn có bị một vài những cái sự tác động ở bên ngoài. Mình đang nói bên ngoài nha. Mặt trăng ở đây là một cái hình tượng để cho bạn dễ hình dung thôi. Những cái tác động bên ngoài thì nó làm cho cái sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta nó không có đạt được kết quả 100% như kỳ vọng, như mong đợi. Nó sẽ có sai số và sai sót. Và mình phải chấp nhận điều đó, acceptance. Chấp nhận bạn như bạn vốn là, sau khi đã cố gắng, nỗ lực hết sức có thể, sau khi đã gieo duyên rồi thì chấp nhận. Chỉ đơn giản là chấp nhận thôi. Và không cần phải biến hình thành bất kỳ những cái nhân dạng, tính cách, hình ảnh, sao chép của bất kỳ một ai cả. Bạn là nguyên bản, bạn là nguyên bản. Acceptance, chấp nhận như bạn vốn là. Bạn hình dung như cái lá bài này, đây là một cái con rắn, đơn giản là rắn thôi, nhưng mà nó giả bộ, nó lấy hoa, nó phủ đầy người giống như là đẹp lắm, để mà nó đi ăn trộm trứng của chim nè. Bạn nhìn thấy cái tổ chim đây vẫn còn hai cái, là con chim còn đang bay trên trời mà. Thì ý đồ nó có thể sẽ là tích cực hoặc là không được tích cực, nhưng mà cái hành vi của nó là không phù hợp rồi, chắc chắn là hành vi không phù hợp. Có lẽ đây là một cái ý đồ tích cực, cho nên là muốn lấy hoa nè, chứ còn có bao nhiêu cái thứ mà nó không có đẹp. Nhưng mà cho nên con rắn này chọn hoa để cho nó tạo ra một cái ngoại hình, một cái nhân dạng thật sự là đẹp đẽ, là cuốn hút. Nhưng mà hành vi vẫn là sai. Và hành vi vẫn là sai. Tóm lại á, bạn áp cái năng lượng này để cho bạn dễ hiểu một chút xíu thôi. Mi đang không nói bạn là rắn. Bạn chỉ lấy cái hình ảnh này thôi. Có nghĩa bạn muốn làm cái việc gì đi chăng nữa, bạn cứ làm thật, làm đúng thôi, và là đúng bản chất của mình. Không có cần phải sao chép, hay không cần phải có bất kỳ những cái sự vọng động nào cả. Cho nên là lá bài, bạn sẽ thấy kế bên lá bài này nè, sẽ có một cái lá bài. Đây là các bạn tụ bài số 10. Bạn đứng yên thôi, không có gì hết cả. Đứng yên thôi, sau một cái hàng rào rất chi là an toàn, vững vàng. Rồi ôm cái tài sản, ôm cái nhà của mình trong người, rồi quan sát đó, từ từ rồi tính. Thành ra cái năng lượng này có thể sẽ cho mình thấy rằng là nếu như bạn đang muốn làm một công việc nào đó hoặc là đầu tư cái gì đó, thì dựa trên năng lực vốn có của các bạn, tài sản vốn có của các bạn, rồi bạn tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và chấp nhận cái khả năng của bạn tới đó, tài chính của bạn tới đó, thì đầu tư như vậy là nó phù hợp, không cần phải chạy theo ai cả. Đó, cái kiểu là như vậy. Hoặc thậm chí là ví dụ như trong cái chuyện yêu đương cũng vậy nữa. Trong cái chuyện yêu đương thì bây giờ ví dụ như là đối phương họ có những cái hành động sai trái và lén lút với bạn, thì từ từ bạn quan sát đã, bạn chấp nhận được đến bao nhiêu và bạn muốn làm cái gì. Không cần phải để họ có lời ong tiếng ve, rồi họ tác động đến bạn, rồi bạn nghĩ rằng là à, thì ra là mình có vấn đề cho nên người ta mới đi ra ngoài, người ta lén lút. Thì ra cuối cùng người ta lén lút nhưng bạn là có lỗi. Ở đâu ra cái lý lẽ đó, đúng không? Tụ bài số 10. Thành ra nó là như vậy. Bạn phải bình tĩnh, đứng giống như cái người này, ôm hết tất cả những gì thuộc về mình và quan sát. Không bị thao túng, không bị tác động bởi cái bất kể cái gì mà ở bên ngoài tác động đến các bạn cả. Bạn không có đến mức độ như vậy đâu. Nhưng mà dĩ nhiên nhớ đoạn đầu như mới có nói tụi bài số 10 nhé. Mình đã phải cố gắng nỗ lực rồi, học hành, xây dựng vung đắp rồi đã. Còn lại bạn không có vấn đề gì cả, bạn bình thường. Bạn đẹp đẽ như bạn vốn là. Bạn đáng yêu như bạn vốn là. You are beautiful just as you are. Bạn đẹp như bạn vốn là. Không có cái gì cả. Tại vì đâu có ai muốn thiệt hại cho bản thân. Đâu có ai cố ý mà tạo ra lỗi lầm đâu. Thành ra là bạn có cái sai sót, bạn đã cố gắng, bạn sửa, bạn đã cố gắng, bạn học hỏi rồi, thì phiên bản cuối cùng bạn phải chấp nhận, acceptance. Và nếu như trong trường hợp
bạn đã cố gắng nỗ lực mãi mà việc vẫn không xong, tình cảm vẫn cứ lục đục như vậy, thì đây là lúc mà bạn thấy cái dấu hiệu này để bạn thấy rằng là bạn phải chấp nhận tất cả đó. Rồi bạn bạn chấp nhận là bạn như bạn vốn là, bạn chấp nhận bạn yếu nữa. Khi mà bạn chấp nhận bạn yếu rồi ấy, thì bạn mới đi tìm sự trợ giúp. Trợ giúp nó ở đây Star Brothers là người anh em ngôi sao. Lá bài này nói lên rất chi là nhiều là bản thân của bạn hoàn toàn an ổn trong cái hoàn cảnh hiện tại nào đó mà bạn đang ở trong nó, ở ngoài đời sống thật của các bạn ấy. Lúc nào bạn cũng không đơn độc, lúc nào bạn cũng được cái sự quan sát song hành của đấng bảo hộ cả. Tây phương gọi là đấng bảo hộ hoặc là linh hồn hướng dẫn, thiên thần. Còn đông phương thì là long thần hộ pháp, gia tiên, ông bà, tổ tiên, người thân, người yêu của mình. Đủ hết các kiểu, bạn không hề đơn độc một chút xíu nào hết. Thành ra là cứ vững vàng đã, vững vàng một chút xíu. Rồi còn nếu như mà bạn cần giúp đỡ thì cứ hãy nhờ đến sự giúp đỡ. Chấp nhận mình như mình vốn là, mình mạnh mình cũng chấp nhận. Mình sai, sau đó mình sửa sai và chấp nhận. Mình yếu thì mình chấp nhận là mình yếu để nhận sự giúp đỡ của người khác thôi. Đó là một cái thông điệp mà mình nghĩ là vũ trụ đang nhắc nhở các bạn để hiểu đúng giá trị của mình, bản chất, giá trị, vị trí của mình trong tất cả các mọi phương diện, không để người khác hay là hoàn cảnh hay môi trường nó thao túng hay tác động và làm lung lạc đi các bạn. Thành ra mình sẽ nhìn cái lá bài này chút xíu nè. Accept all that you are and just be you, là bạn phải chấp nhận tất cả những cái gì mà của bạn và hãy là chính bản thân của mình. Khi mà bạn thật sự là chấp nhận được bản thân của mình rồi thì cả thế giới của bạn, bạn hình dung nó sẽ chuyển hóa, biến đổi và thay đổi một cách diệu kỳ và đáng yêu cực kỳ. Mình không có chạy lăng xăng à, kiểu là như vậy. Thành ra lá bài này là cái bài rất là powerful đấy, tụ bài số 10. Mi đã truyền tải xong cái thông điệp và năng lượng của vũ trụ và các thiên thần gửi đến cho các bạn. Thành ra mi sẽ ngừng ở đây. Mong chúc các bạn sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc và chấp nhận bản thân của mình nhiều hơn, đón nhận được nhiều phước lành. Mi sẽ ngừng ở đây nhé. Bye bye.